em có gửi qua đó, sư bên Facebook á. gửi Facebook mà, nhưng mà mục sư Dạ. đâu có cái Facebook của chị Lượng đâu, phải không? Hồi nãy nhỏ gái em nó gửi qua cho anh gì, có anh em bên đây có Facebook đó. À gì hả, gửi qua Tên Mỹ cho Linh đó, Facebook. à, mục sư chưa có nhận Facebook được. tên Mỹ Linh đó, bữa Chủ nhật rồi anh Thắng anh quay cái clip mà mình đi làm dơi đi qua bằng cái giỏ đó rồi mà bị mất mưa đó. Ờ vậy hả? À, em mới gửi qua hỏi. À, chắc là gửi cho mục sư Thắng, tại vì phải có cái Facebook của mục sư thì mới mục sư mới nhận được, phải có một Facebook của mục sư Đông á thì mới nhận được mấy cái đó, nhưng mà chắc mục sư Thắng nhận được thì mục sư Thắng sẽ gửi qua ha. À, Ở gì mà ngày mục hôm sư qua chú cho Thắng hội thánh nhóm như thế nào, chú cho hội thánh khi mà chén mục sư Thắng đi đông thăm. lắm luôn, đông đông mục sư mà vui lắm, có anh Thắng xuống nhóm mà đông mà vui lắm, ai cũng bị đoạn chân. À, là sao? Chưa chưa có nắm ý. Vì anh Thắng anh đánh thì Thắng À, nghe lời ông nghĩ là tức là mấy đứa nhỏ hả? không lớn không à. À, người lớn hả, cầm cầm roi mây giống Đánh Chúa Giêsu đánh nhà đánh vô 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 mông bốn hả? bốn 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 đứa em của em, bốn đứa em trai đó bị ông đánh hết, Vậy đó. ông dinh thịt bà không nghe lời, ông đồ đạc để tùm lum rồi này kia vậy đó. Cái ông mà cái ông mục sư á là ông bị đánh hết tới 8 cây rồi. Vậy đó, mục sư ấy Ừ sai hả? dạ sư sai, À. ông dặn là không làm y là xuống là ông đánh. À, Dạ rồi ngày hôm qua là mấy con cái chúa ở mấy cái khu vực chung quanh có đến nhóm đông đủ không? Có đi rước họ lúc 3 giờ sáng ngày không? đủ mà nói bên làm dơi cũng thiếu người vì mưa quá. Ồ, mưa ngã ngày hôm qua là mưa lớn lắm phải không? Ừ. À, Dạ mưa mưa mà thêm nước gầm cạn thì cạn luôn. ừ. Hồi lúc đi thì chưa có mưa, đi một đoạn mấy mưa nên không có thủ cu su gì trơn á, có được mấy cái bao lóc đất ngồi rồi cái mưa nó lấy lên che luôn. Ừ. Cho Dạ nên mọi người bị ướt thấy hết phải không? Ừ. dạ anh Thắng cũng quay từ đầu tới cuối luôn, rồi bắt đầu cổng lên cái cô mà nó đi không được đó, cổng chạy lên Tội nghiệp ghê không? Ừ. nhìn là cái rớt nước mắt. Dạ anh Thắng anh quay chưa Cảm ơn Chúa là vô tình yêu anh, vô thương, yêu mến anh có Chúa của các cái chị clip của em. anh có cái clip của anh Thắng anh vô đó anh coi. À, mục sư để mục sư coi kỹ lại rồi mục sư sẽ share cho mấy chị em. Ngày hôm qua cũng có thấy nhưng mà tại hôm qua Chủ nhật đó thờ phượng Chúa rồi bận rộn cho nên cũng chưa có coi hết nữa. Rồi đó thì cầu nguyện Chúa để Chúa ban ơn để cải thiện những cái vấn đề hội thánh gặp những cái Dạ. khó khăn trong vấn đề di chuyển. Đó, khi mà mình có đầy đủ phương tiện rồi thì con cái Chúa dễ dàng đi thờ phượng Chúa hơn, thấy không? Dạ. Vậy là ngày Thắng hôm đi qua xuống là mưa là ngập lên đó hả, ngập lên là không có lên được cái thềm thềm nhà đó phải không? dạ không, cũng vì mưa mà đi chạy chiếc giỏ qua đó rồi nó bị cái ra dưới sông nó nước ròng nó cạn luôn. À. Dạ rồi bắt lấy cái cầu thang có tầng tầng gì bắt rồi mới bò lên, Dễ dạ, tội nói nghiệp chung ghê không? chị em là ướt hết, che cái bao nó đâu có khô là ướt hết rồi, À. cũng mặc đồ ướt vậy đó chứ đâu. Bây giờ lúc đi thì chưa có mưa, đi một đoạn mới mưa. Vậy đó. Mà ở Việt Dạ Nam là rồi mưa bất chợt lắm à. Đang bình thường á tự dạ nhiên mưa à. vậy đó, rồi cái tới gần sáng cả 6 giờ sáng thì mới mưa, rồi chị em đâu có thủ cao su gì đâu nên phải chịu mắc mưa luôn. Vậy đó. Rồi lên trên nhà chỗ mục sư ai sai nhóm rồi ướt nhem hết trơn rồi phải có đồ thay không? Dạ không, bởi vì đâu có chuẩn bị trước, mà lúc đi là chưa có mưa không có chuyển luôn, Vậy đó rồi hả? cũng cũng mặc đồ ướt vậy đó, rồi nhóm rồi tới 2 giờ chiều mới về luôn. Tội nghiệp. Dạ anh Thắng anh lên xe anh về rồi lần này rồi mới xuống xuồng về. Ừ. Rồi, như vậy thì sẽ mời lượm lượm cầu nguyện Chúa cho hội thánh. Xin Chúa cho hội thánh sớm có những cái phương tiện để mà di chuyển đi thờ phượng Chúa một cách dễ dàng hơn ha. Rồi, xin Chúa. Thì Họ cũng cảm cái động đó anh em ở bên Hoa Kỳ này khi mà biết được câu chuyện thì họ cầu nguyện Chúa để sẵn lòng để mà dâng hiến cho công việc Chúa để mà giúp đỡ cho anh chị em ở ở dưới đó thì mục sư cũng liên lạc với mục sư Thắng
để biết thêm những cái nhu cầu cần thiết, cái gì cần trước, thấy không? Đó, rồi mua cái máy cho cái vỏ lãi, cái máy là vẫn chạy chậm phải không? Phải có cái máy mới thì chạy nhanh hơn. Nó chết dọc đường nữa, cũng bơi nữa, chết dọc đường đúng không nè, Ngày chết hôm trên qua mặt. cái máy đó nó có bị đứng dọc đường không? Dạ không có, mà lúc về thì dừng không chạy, rồi lên sửa một tăng gì đó rồi mới chạy để nó về được. À vậy hả? Dạ, tất nhiên cái máy nó cũng cũ quá rồi. Dạ. Thì phải có cái vỏ lãi với lại cái máy mà nó thật là tốt á thì mới di chuyển được nhanh chóng, phải không? Xin Chúa Dạ, cho nó sớm mắc khắc phục mưa, được. có khi trời mưa là nó bị mát nó không chạy, À vậy hả? thì chắc chiều đó anh Thắng xuống chiều thứ bảy thì em đồ luộc ghẹ rồi anh Thắng rồi ăn ăn rồi mấy chị Vân nữa ăn rồi mấy bạn làm cái mui, chưa trên sáng trời mưa rồi Ừ. Đó, làm mình cái mui cho cầu chính nguyện thiện Chúa. á, làm mui mình bẻ sắt mình cung lên rồi làm cái mui ấy cu su, anh chị em đi không có mắc mưa, tới trời mưa cái mình bung cái mui lên, chị mẹ chị mấy chị em mới tính nhắc tối lại thì sáng mưa mắc mưa rồi. Vâng, đó Dạ là những cái điều mà mình cầu nguyện Chúa mở đường để đường mở đường mở đường để Chúa cho mọi sự tốt đẹp để mà mình mới đưa người ta đến với Chúa, thờ phượng Chúa một cách vui vẻ và phước hạnh được, thấy không? à, đi tới mùa mưa rồi là phải thủ cái mui ê sai đặt hay đặt sắt rồi mà chưa người ta chưa có đem lại. Tức là cái mui mà gắn ngay cái chỗ chỗ phòng nhóm á Không, gắn xuống chiếc vỏ đi đó, một sơ cũng như làm mui dài từ mũi tới lái gì đó, rồi qua trời à mưa vậy thì đó. kéo Mà xuống cái luôn. vỏ lãi như vậy mà mình gắn thêm nó không có sợ nó bị nặng quá, nó làm cho chiếc vỏ lãi bị chồng chành hả? Không không cũng gì làm có bốn cây sắt cung lên vậy nè, rồi chừng nào trời mình làm mưa mưa á, thì mình kéo cu su, còn trời nắng cũng kéo cu su, mà nếu trời mát á, thì mình cuốn lại mình sắp làm dẹp. Dạ nó bằng cu su với có mấy cây sắt à, nó nhẹ nó không nặng. Đó đó, cái đó cũng cần thiết ha, nhiều khi mưa thì Dạ vỏ về tới lãi mùa có. mưa rồi phải thủ cái mui đó chứ, lại mắc mưa vậy con nít nữa, có mấy đứa nít nhỏ nhỏ nữa. Đúng rồi, Dạ thật ra cái nào cần trước thì làm trước, ví dụ như mà dạ đúng có cái máy cái đồ che rồi mà chết máy hoài thì nó cũng mất công, cho nên cái máy dạ cái vỏ lãi mà cái máy tốt thì nó sẽ chạy nhanh, nó sẽ hoạt động tốt rồi thì mình nghĩ đến cái chuyện dạ cái mui, nếu mà làm cái mui trước mà cái máy nó không có tốt mà rồi nó đi giữa đường giữa sông mà nó chết máy là cũng kẹt, phải không? Cho nên cái nào trước dạ thì mình tính trước. Cái mui thì nó mua thì không có nhiêu tiền, có bốn cây sắt thì nó cũng trong ngoài 200.000 tiền, với cu su này này kia 400.000 là đủ mua rồi. Vậy hả? Tưởng Dạ nó tốn tốn kém lắm. Nếu không, vậy cái thì mui mình không cũng kém làm nhiều. cho nó chu đáo đi, thấy không? Dạ cái mùa Rồi bây mưa giờ là phải thì thủ cái mui. chúng ta sẽ cùng hiệp một lại trong lời cầu nguyện chúc phước cho Hội Thánh Rạch Gốc có những cái dự định, dù cho nó rất là đơn sơ nhưng mà nó cần thiết cho Hội Thánh của Chúa, cho con cái Chúa ở vùng vùng sâu, phải không? Đó, ngày hôm qua nghe nói mưa, quay phim quay clip và coi lại cái clip để thấy thông cảm được Dạ anh cái Thắng, anh Thắng đi cái chờ mùa đợt đi mưa mà anh chị em chúng ta phải trải qua những cái ngày phải chịu khó khăn như vậy thì rất là đáng khen, và xin Chúa cho sớm khắc phục được những cái khó khăn đó để tạo điều kiện cho mọi người đi thờ phượng Chúa ha. Bây giờ mời Lượm hãy dâng lời cầu nguyện xin Đức Chúa Trời ban ơn để mà khắc phục, sớm khắc phục được những cái khó khăn này ở trong nhà Chúa ha. Xin mời Lượm cầu nguyện và chúng ta sẽ cùng với Lượm cầu nguyện nha. Rồi, vâng, xin mời Lượm. em xin hội đồng nhiệt huyết nhất với em thì em xin được cầu nguyện. Hallelujah, hallelujah, con cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Chúa, Đức ban ngôi Đức Chúa Trời đời đời của chúng con. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài, con xin Chúa, chúng con xin được cầu nguyện Hội Thánh của Esai, Hội Thánh con đang thờ phượng Chúa ơi. Riêng chúng con còn những gì khó khăn đến để thờ phượng Ngài, thì con xin Thánh Linh của Ngài cũng ngự vào lòng chị em chúng con, sẽ Chúa sẽ nhìn thấy và xem xét những tấm lòng chị em chúng con. Chúa ơi, con tin rằng những chị em chúng con sẽ được yêu mến Ngài mà thay đổi. Chúa ơi, con tin chị em chúng con đi là một tấm lòng chứ không phải đi để chị em chúng con, để cho mọi người thấy. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài, con tin rồi Chúa cũng
ngự vào lòng chị em chúng con, Chúa sẽ thay đổi chị em chúng con hết. Cho những chị em đi đến đây để thờ phượng Ngài bằng được bằng cái chiếc thuyền rồi Chúa ơi, thì chị con cũng cầu nguyện có cái đám máy để được ổn, không còn phải hư tới hư lui nữa Chúa ơi. Con cảm ơn Ngài, con tin rồi Ngài sẽ đáp ứng, Ngài đáp ứng cho chúng con được chiếc thuyền thì Ngài cũng sẽ cho con được chúng con được cái máy nữa để cho chị em chúng con đi được bình an trong sông nước nữa Chúa ơi. Con cảm ơn Ngài. Những ước mơ mà chúng con đến với Ngài thì giờ này chị em chúng con cũng gặt hái những gì chị em chúng con đến đây để thờ phượng Ngài nữa Chúa ơi. Con cảm ơn Chúa. Con tin rồi Chúa cũng dẫn dắt quay cho chị em chúng con mới tin Chúa sẽ quay trở lại để thờ phượng Ngài và tin nhận Ngài, tiếp nhận Ngài nữa Chúa ơi. Con tin rồi chị em chúng con sẽ không bỏ Chúa đâu Chúa ơi. Chị em chúng con sẽ sáng khích và yêu Chúa nhiều hơn. Chị em chúng con sẽ không bỏ Chúa, yêu Chúa nhiều hơn nữa Chúa ơi. Con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa. Con cũng cầu nguyện chị em chúng con sẽ là người tiếp nhận Chúa, sẽ không bỏ Chúa. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa. Thì buổi Chủ nhật anh Thắng có cầu nguyện cho bốn chị em chúng con, Esai và Thảo, Hiếu, Giang. Bởi vì chị em chúng con hồi đó là đi cầu nguyện, được chữa lành, người chết được sống lại, người què được đi Chúa ơi. Cảm ơn Chúa. Thì giờ này Chúa cũng cho giấy động chị em chúng con lên để ra đi như hồi trước mà Chúa đã chọn cho chị em chúng con, sắp đặt cho chị em chúng con đi. Thì giờ này anh Thắng có cầu nguyện để cho chị em chúng con ra đi để cứu người nữa Chúa ơi. Amen. Con cảm ơn Ngài. Con tin rồi bốn công cụ của Ngài, Ngài đã chọn thì mà những bốn người này sẽ bước chân ra đi để cầu nguyện chữa lành cho những người chết được sống, người què được đi. Thì giờ này con tin rồi, hội thánh của con cũng có một cô cũng bị què Chúa ơi, thì ngay giờ này em chúng con sẽ cầu nguyện cho cô cũng được đi được bình thường, không còn phải cõng, còn phải lết nữa Chúa ơi. Con cảm ơn Ngài. Con tin rồi Ngài cũng giao cái tay lăng đó lại cho bốn anh em con để ra đi để truyền giáo như mà trước đầu tiên Chúa đã đặt để cho chị em chúng con Chúa ơi. Con cảm ơn Ngài, con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Alleluia. Con xin nhân lên hội thánh của Esai trong cánh tay quyền năng của Ngài và trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn lời cầu nguyện của Lượm buổi tối hôm nay ở Việt Nam cũng như là buổi sáng ở tại Hoa Kỳ. Đức Chúa Trời sớm làm thành điều mà lòng của chúng ta mong ước. Amen. Cảm ơn Chúa. Ngày hôm qua Lượm có nhận được phước hạnh gì từ sự nhóm lại thì Lượm ngợi khen Chúa để mà vọng Văn Canh Arizona sẽ cầu thay chúc phước cho hội thánh ở Cà Mau, Rạch Gốc. Lượm mở microphone lên đi rồi Lượm nói ha. Rồi. Rồi, em cũng ngày qua nhóm có sư Thắng đến nhóm hội thánh Esai thì em cũng nhận được phước hạnh. Bởi vì hồi nào bây giờ anh mục sư Thắng sẽ không có cầu nguyện cho bốn đứa em của em là để đi truyền giáo lại mà tuần này nói chung cũng không ai nói hết, tự anh Thắng Chú cho hay gì đó, anh Thắng kêu lên bốn người con trai con của ba em đó là lên đứng rồi ảnh sẽ cầu nguyện để cho chị bốn người này sẽ đi truyền giáo như hồi lúc đầu ban đầu vậy đó. Mà cũng ước nguyện của em cũng vậy đó, mà đợt này em cũng thấy mừng mà vui vì anh Thắng anh cầu nguyện cho bốn đứa em này y như ước nguyện của em, bước chân em cũng cầu nguyện em ham đi truyền giáo như vậy. Em thấy cũng được phước, em thấy mừng lắm. Bởi vì ở đâu mà anh Thắng anh làm theo ý, anh cầu nguyện y như cái ý của mình mơ ước vậy á. Rồi anh Thắng bốn người lên đứng rồi anh sẽ cầu nguyện cho bốn người. Tại vì hồi đó có thằng em thứ sáu của em nó cầu nguyện cho cái cô đó, bà đi mấy chị em đi thờ phượng ở hồi Cà Mau về thì thấy cô bà đi bán vé số. Bán vé số thì em của em nó cô ơi, cô có muốn đứng dậy đi không? Cái cô đó nói muốn chứ. Nếu cô muốn dậy đi cô tin Đức Chúa Trời đi. Chúa Trời sẽ chữa lành cho cô đi. Amen, cái cô nói đinh Đức Chúa Trời sao mà được đi. Thì lúc đó mấy em đi mới cứ sáng sớm qua chiếc phà cái sông lớn á. Thì lúc đó cái thằng em thứ sáu nó ẩm bả luôn, ẩm bả vô trong cái quán của cái cô đó, sáng mới mở cửa quán nước ta mới mở cửa à, thì ngồi bên cái mái hiên đó nó cầu nguyện. Thì cầu nguyện nói là Chúa rồi cho cô tiếp nhận Chúa rồi hết cầu nguyện. Thì cái cô chủ quán ra bà cũng chửi dữ lắm. Bởi vì bà nói sáng bà mới mở cửa sửa sạn buôn bán mà vô đây cầu nguyện đánh đuổi ma quỷ gì đây. Thì nói chung bà chửi thì chửi. Thì em với con vợ của thằng thứ sáu là tiếp
là cặp theo cái cô chủ quán chửi đó. Thì còn Hiếu thì tiếp tục nói lời Chúa cho cái cô què, cầu nguyện cho cô què Wow, đó. cảm ơn Chúa. Thì em với con nhỏ em dâu em á là cũng nói nhiều lắm, rồi cái cô đó cũng bà cũng không chửi nữa, nhưng đứng bây giờ bà đứng bà cầm cái chổi bây giờ Hiếu cầu nguyện, mà em nó cầu nguyện lớn lắm, cầu nguyện là hết trơn cái khúc mà hồi đó cái bến phà đó đông người dữ lắm. Thì Hiếu cứ cầu nguyện rồi cái Hiếu kêu cô phải danh Chúa Giêsu đứng dậy đi, thì cô bởi vì cô mang hai cái đôi dép vô bằng tay, cô đi bằng hai cái tay không mà, hai cái giò không có đi được. Cái vị đầu Hiếu đỡ đứng cầu nguyện đánh đuổi Hiếu kêu đi đi đứng dậy, đỡ cô đứng dậy rồi cô đi ra lộ cô đi luôn. Wow, cảm ơn Chúa. Đi đi một hơi luôn, đi dữ lắm, đi là đi lẹ 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 rồi cái bến phà để dắt sáng, nói chung người ta cũng đợi phà qua đặng đi đó, đông dữ lắm. Cộng đồng ta đi theo một khúc đó khoảng chừng cũng dài lắm, người ta đi theo là một khúc cái lộ đặt cứng luôn. Rồi người ta đi theo người ta hỏi em á, chàng ô ông thầy này quá chẳng hay luôn, bà đó bà bán vé số biết bao lâu ở đây, người ta biết bà què bà mang cái hai con đi dép trong cái tay không, bây giờ ông thầy ông hay sợ ông kêu đi đứng dậy đi đi cởi Cảm cởi ơn mà Chúa. lộ. Wow, ngợi khen Chúa. Thì mấy Hiếu nó không 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 tôi không có làm thầy gì chân á, Chúa của tôi chữa lành cho cô, bởi vì cô tin Chúa là Chúa chữa lành cho cô, chứ tôi không có làm thầy làm gì chân á. Cảm ơn Đó. Chúa. Rồi mấy người nó mới chen chen vô, nó chàng ơi anh làm thầy gì mà quá chàng, anh thầy gì hay quá. Thì mấy chị em cũng vậy, thì rồi cô đi luôn tới giờ cô đi Bình Dương rồi cô làm luôn, cô không còn què nữa. Cảm ơn Chúa. Dạ một thời gian đâu cũng 2 năm gì cô cũng đi nhóm Hội Thánh Anh Bảo, hồi đó em rồi còn một nhóm Hội Thánh Anh Bảo á, Vâng. rồi cô đi mạng xa rồi tới giờ không biết cô có đi xa cô có nhóm không thì không có. Nói chung hồi đó không có điện thoại gì rồi đâu có xài điện thoại rồi, nên không có số không có liên lạc được nữa, cũng không có gặp cô cả Lúc mấy đó năm là nay rồi. năm năm mấy? Lượng có nhớ là khoảng năm nào không? Năm đó là mẹ em mới, hồi đó gia đình em mới tin Chúa có 5 tháng thôi, bây giờ là em tin Chúa được 10 năm rồi. Gia đình em mới tin Chúa được có 4 5 tháng thôi. Dạ là có cô đó đi luôn. Rồi mấy chị em cầu nguyện cho cái chị vui đó, bệnh ung thư tử cung đó. Và bác sĩ nói chung cô cũng đi xạ trị, là bác sĩ chạy rồi, bác sĩ Sài Gòn đó ha, là chạy rồi. Thì ở nhà có cái chị bán ghe hàng, chị nói đâu bà vô trong cái chúa của ê, Úc sai coi Wow. sao nó tin chúa mấy năm nay nó không có bệnh đau gì trơn á, bà đem vô chổng đi coi chừng chúa cứu được. Thì nói chung cái chị bán rau cải bà không có tin chúa mà bà ở gần nhà em, rồi cái cô đó nó thôi bây giờ bác sĩ chạy rồi thì đường nào cũng chết, tại đi vô đó mai chủ phước thầy cái câu hồi xưa người ta nói vậy đó. Rồi mới chở chị vô bỏ tại hội thánh luôn, chị ở đó luôn, chị làm chứng là chúa cầu chữa lành cho chị, là đợt đó chị lên hội thánh của anh Bảo chị làm chứng á. Đó. Đó, rồi cái lên chợ chị vô trong này một đi, bữa đó nói chung mấy em cầu nguyện ai cũng lại đặt tay cầu nguyện, thì chị vô trong hội thánh ở được 3 đêm, cái đêm thứ ba là chúa chữa lành cho chị, là chị ăn vô là chị ói, bởi vì bác sĩ nói là nó nhiễm, bởi vì nó cắt hết trơn của chị rồi, nó thúi tới đâu thì cắt tới đó, bây giờ nói chung nó nhiễm hết trơn rồi không có cắt nữa được. Đó, bác sĩ là chỉ cho thuốc gì uống giảm đau thôi, rồi muốn ăn gì ăn chứ không cần lên khám nữa, là bác sĩ chạy rồi. Rồi cái đi vô cái đêm thứ ba đó chị nói có khoảng 11 giờ là bị gia đình ngủ hết trơn rồi, chị nói nó đau dữ lắm, chị nằm cái võng nhà sau á, chị nói đau dữ lắm mà mới vô á, nếu kêu thì sợ làm phiền nên chị không có kêu, chị gắng chịu đựng. Chị nói chúa ơi chắc con chết, con đau quá con chết chúa ơi, chứ con không sống, bởi vì chị làm chứng ở trên hội thánh á, chị nói á mình mới biết chứ không thôi mình cũng không biết. Mà chị làm chứng chị khóc dữ lắm, ở trên hội thánh là Cà Mau là khóc ở trên luôn. Cái chị đau quá chàng đau rồi, chị nói chịu hết nổi vậy chú ơi, con chịu không nổi chắc con chết. Thì cái bắt đầu cho chị gờ cái bụng của chị nó trướng lên bự tổ mẹ vậy đó, chị nói chết rồi, cái bụng bự kiểu này nên là con chết rồi chú ơi. Chị nói nhiều đó chú ơi con chết không à. Thì bắt đầu chị sau một hồi cái trong bụng của chị nổ cái bốc tổng á, Wow, nổ dạ luôn, nổ cái bốc luôn á hả? nổ một cái bốc, chị nghe nổ một cái bốc, chị nói chết rồi chú ơi chắc nổ cái tổng, chắc gan ruột gì tiêu hết trơn rồi, chị nghĩ là vậy. Chị nghe nổ rồi là chị nói chú ơi con chết chứ con không sống rồi chú ơi. Thì chị tưởng là chắc nổ rồi chắc tiêu tổng hết rồi,
rồi bắt đầu chị nói gì đó, cái bắt đầu chị nằm trên cái võng á, chị bỏ hai cái giò hai bên, cái chị mập cái đầu vô đầu võng á, cái bắt đầu chị ngủ quên luôn, nổ cái đó đó, nổ cái đó là Chúa chữa lành luôn đó. Rồi cái chị ngủ quên luôn, tới sáng cái chị đi coi 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 vậy đó, mỗi lần chị không có đi được, chị cũng không ăn ăn vô uống vô lỗi hết à. Chị đi là chị nói tưởng chị đi mà chị tưởng là chị chết cái âm phủ rồi. Cái chị gặp chị hai cuộc, chị gặp chị hai cuộc, chị nắm tay chị hai cuộc, chị nói ủa chị hai em sống hả chết vậy, chị hai đó chị vui, chị nói gì chị vui, chị đi được hả chị vui. Thì hai chị em hồi đó em cũng ở gần nhà chị hai á, cái chị hai mới vui lỡ mơi chạy lên đây chị vui, bà nói cái gì nè, thì chị hai sợ là chị vui bị tà nhập thôi. Rồi em mới chạy lên, em mới chạy lên thì chị hai hỏi thì em nói tiếng lạ, thì cái mới hỏi cái chiều chị ngồi xuống chị bình tĩnh nè, chị nói gì chị vui, chị vui mới nói ủa chị hai ơi em chết hay em sống gì, nó ủa chị sống mà chết đâu, chị sống chị mới gặp mấy tụi em chứ không lẽ chị chết chứ sao gặp. Thì bà nắm tay mấy em bà bóp bà làm bà gờ rồi bà làm bà tưởng là bà chết rồi. Thì bắt đầu bà bước xuống đi đi bà dòm cây dòm cối dòm sâm rồi bà Cảm ơn làm dữ Chúa. lắm. Mấy em thì sợ bà bị tà linh nhập nữa, cũng sợ nữa đó. Rồi cái chị mới khóc, chị nói chị hai ơi em sống thiệt rồi em không có chết, Cảm em ơn nhìn Chúa. thấy cây thấy bực thấy nước rồi mà sao chết, chị hai nó chết đâu mà chết, ủa chị vui chị đi được hả. Thì chị mới chị cũng không thật luôn, chị không thật là Chúa chữa lành cho chị sao luôn. Tới tuần chị lên hội thánh anh bảo nhóm em nè chị hai đồ chị cuộc rồi đi hết nên chảnh nhóm, rồi chị mới xin lên lên sân khấu đó là chị làm chứng mới biết chứ chị cũng không thật luôn nữa. Dạ là Chúa Cảm ơn chữa lành Chúa. cho chị là ung thư tử cung đó, Chúa chữa lành cho chị năm nay là cũng 9 năm rồi đó. Rồi lên cổng nhóm vậy rồi là Chúa chữa lành cho chị luôn, tới giờ bây giờ chị đi mần mướn ai mướn chị lặt rau chị cũng mần, tỉa đồ tỉa đạt mướn lựa tôm mướn gì chị mặn ấy. Dạ chị Chúa được chữa lành luôn, em nói hỏi thánh như này bởi vì em nói Chúa làm em nhiều cái em ngồi em suy nghĩ Chúa làm lạ dữ lắm luôn Cảm ơn Chúa. đó, là Chúa cứu mấy chị em hồi đó đi nói chung đơn sơ lắm không có biết cái gì hết trơn, mà nhưng biết biết nhiêu cầu nguyện cái gì là được đấy, là cầu nguyện là được có cái là chữa lành bệnh nó là chữa được dữ dàng lắm. Rồi sau này ma quỷ nó cũng đem đến anh Bảo anh cũng nghe lời ấy này kia rồi ngưng ngưng tụi em không cho tụi em đi truyền giáo nữa, dạ ngưng luôn tới giờ nó chứ chứ đó mấy chị em đi nói nhà ê sai đấy, đi truyền giáo là vợ ê sai nhà đi mượn gạo ăn đó, đi mượn gạo cái người ta mới nói gì nè mày tin Chúa mày mày cầu nguyện hết bệnh xong không cầu nguyện mày có tiền đi mày mà đi mà mượn gạo là ê sai đi truyền giáo mà người ta không có tin Chúa ở sớm người ta nói vậy đó. Thì vợ ê sai nó cũng nói thinh là vậy sai ê sai vậy thật ê sai đi truyền giáo là nhà đi mượn gạo ăn đó, khó khăn lắm chứ không phải như bây giờ, bây giờ nói chung cũng tương đối Chúa cũng hồi phục cũng cũng đỡ rồi, thì mấy chị em cũng cầu nguyện để đi truyền giáo lại. Vâng, cảm ơn Chúa, cảm ơn lời kể của chị Lượm, rất là khích lệ cho vọng cam cầu nguyện sáng hôm nay. Chúng ta sẽ cầu nguyện Chúa cho tinh thần truyền giáo của các chị em. Lượm, Lượm là thứ mấy trong nhà vậy? Em thứ năm Lượm thứ năm. Còn câu còn hai chuyện thằng của em cái thứ chị hồi sáu nãy, chị May là thứ mấy? thì chị Mai là thứ hai Chị May là thứ hai. dạ Còn bà Esai, chế bà thầy Esai là thứ mấy? cái Mục bà sư chị Esai là thứ mấy? Sư thứ ba Esai là là thứ chế chế. ê sai thứ tám lận Oh wow, thứ hai thứ tám. Nhưng thứ mà mấy tám chị em? còn còn đứa em út em út thứ chín là Tức là gái. có bốn chị em đi truyền giáo thôi phải không? Dạ nói chung là mấy chị em đi hết, có chí hồi đó chí hai cũng đi rồi em đi rồi có anh Tư thì không đi, còn ê sai Thảo rồi Hiếu thằng thứ sáu em thứ năm thứ sáu em nói nó cầu nguyện cho bà già đi đó, rồi nó cầu nguyện cho cái cô dưới gạch tàu đó là bà chết rồi nó cầu nguyện cho bà sống luôn. Wow, cảm Dạ ơn cũng nghe Chúa. Kinh nghiệm được dắt nhiều phép thi lạ nhưng quá. mà dạ dắt thi mà nói chung đại chạy dưới cũng mấy chục cây số nè, mới mới có 2 giờ đêm mà mấy chị em đang ngủ cái ở dưới ta điện nói bà bé ba phải chết rồi, rồi điện cho dưới này lên xuống cầu nguyện cho bà sống, thì mấy chị em mới nhảy xuống giỏ lúc đó 2 giờ khuya rồi xuống giỏ chạy chạy xuống dưới mà mấy chục cây số lận mới tới,
chạy xuống dưới thì nó người ta để bả nằm xuôi đó rồi lấy gì mấy giắt cơm gì để cúng rồi. Rồi cái thằng em thứ sáu của em, thằng cầu nguyện cái bà què đi đó, cái nó mới ngồi chết trước lầu nằm của bả trên cái giường á, nó mới nói chuyện với chúa gì, kêu tên bả ra nói chuyện. Hồi cái bả bắt đầu bả ngồi vậy cái nó bò ra ngoài sân luôn, nó sợ là bả bắt đầu bả ngồi vậy rồi là nó bò không, nó không có đi nổi đó, nó bò ra ngoài ngoài, ngoài hàng ba ngoài á, rồi người ta bật ngửa ngang hết trơn luôn. Rồi bả nói gì bu đông dữ gì, bả ngủ mà làm gì bu đông dữ vậy đó. Rồi nói chung bả hết cũng được mấy tháng năm gì đó, bả cũng chết, bả sống được mấy tháng năm à, cái cô đó đó, cái cô cầu nguyện á. Dạ rồi người ta cũng bu hiếu à, bu hiếu thứ sáu đó, cũng hỏi chàng anh có cái bùa gì, người ta chết rồi mà sao anh kêu người ta sống vậy. Hiếu nghe lúc đó Hiếu nói em không có nói chuyện được, em sợ em không có nói chuyện được nữa, em cứng miệng hết trơn. Ngày nó sợ nó bò không à, anh thấy nó bò không đó. Nói chung rồi đó mấy Cảm chị ơn em Chúa. cũng Wow. mới tin Chúa mà nói chung gặp những cái bệnh ma quỷ rồi là không có sợ. Nhào vô là xưng phong vô không sợ, rồi là cầu nguyện cho cái bà nó chết đi bà sống lại đó, bà ngồi vậy đó. Dạ rồi ở dưới hồi đó em có thằng thằng thứ bảy nó gạch tàu đó, rồi mở điểm nhóm nhà nhà của thằng thứ bảy luôn. Rồi cũng có ông Bảo cũng đưa tiền cho mua vỏ máy rồi tới tầng cũng rước lại đó nhóm vậy đó. Dạ hồi đó anh Bảo anh cũng chia nhánh nhiều nhiều chỗ lắm ha. Dạ, mấy chị em nói chung là mới tin Chúa là gian nan chàng, gian nan cái đợt mà mẹ em qua đời đó, anh Bảo là nói chung là dặn mấy dòng họ của em là thôi, là đợt em mấy chị em tin Chúa là mới có 6 tháng là mẹ em qua đời rồi. Rồi ở trên ngoại với bên nội đồ xuống rồi kiểu như không đốt nhang á, rồi không cúng á, rồi cự cãi anh thấy chàng ơi thấy điều cũng đánh lộn luôn. Mà mấy chị em mới tin Chúa có 6 tháng mà mấy chị em mới gì nghĩ là mấy chị em nắm Chúa chặt dữ luôn, chứ không thôi đợt đó là nói chung em buông cái Chúa rồi đó mà không. Cảm ơn Chúa. Rồi mấy cô cũng giận bỏ về hết trơn, chưa có mai táng mẹ em nữa là về hết rồi. Rồi mấy cậu đang làm mộ làm đồ cho mẹ em cũng giận bỏ về luôn, không ai làm mộ luôn. Rồi chửi anh Bảo xuống làm lễ cho mẹ em đó, rồi chửi rồi đòi đánh ổng nữa. Chàng ơi thấy đập mẹ em mắt thôi hết biết, mà nói chung với chị em nắm tay Chúa chặt, chứ nếu không chặt là Amen. mấy em buông đập đó. Mẹ của chị Lượm là qua đời bao lâu rồi? Mẹ em qua đời thì em 10 năm rồi mục sư. 10 năm rồi hả? Mà lúc Dạ đó là em mới bà có tin tin Chúa cái Chúa? 6 tháng. Bà có tin Chúa không? Dạ có, mẹ em bệnh á nên em mới tìm, bị gì mẹ em bệnh nhiều lắm, mẹ em bác sĩ nói là cái phổi với cái gan mẹ em lủng hết rồi, Rồi. là em nuôi mẹ em ở cả nước á là đã 18 ngày rồi, bác sĩ kêu cho hay là mẹ không có sống được, bởi vì cái gan với cái phổi lủng hết rồi. Thì em mới điện cho người nhà lên thì mấy chị em lên đủ hết luôn, như tám chị em lên đủ hết luôn, rồi có mấy đứa em dâu nữa lên, cũng như gặp mặt mẹ em lần cuối gì đó. Mà mẹ bị gì mẹ em yếu dữ rồi, hết ăn rồi, là em ngồi em bóp vò cho mẹ em là em khóc suốt luôn, cũng như mấy chị em lên thì gặp mẹ vậy đó. Rồi điện cho mấy cậu rồi hay mẹ yếu vậy đó, lên gặp mẹ đi rồi mẹ không sống được vậy đó. Thì mấy cậu lên, có cái người cậu thứ năm là em của mẹ em đó, là ở U Minh á. U Minh thì ra họ ổng đi ở U Minh đó, thì ra Hội Thánh Cà Mau gần. Thì hồi đó cậu cũng bệnh dữ lắm luôn, nên người ta chỉ Hội Thánh Tin Lành đó đó, cầu nguyện hết bệnh rồi ổng cũng đi đi ra đó ổng cầu nguyện hết. Rồi cái đợt mẹ em bệnh ổng mới xuống thăm mẹ em, mà đó mẹ em đeo bùa từng cổ, đeo tay, đeo giò rồi dữ lắm luôn. Dạ rồi cái ổng mới vô ổng thăm thăm cũng dắt tối nè, mà ở trên lầu á, cái ổng mới nói tiếng lạ đó, ổng cầu nguyện nói tiếng lạ, ổng nói hồi ổng lột bùa mẹ em ra hết luôn. Lột bùa ra hết cái mẹ em ngồi vậy nói chuyện với ổng bình thường, cái nói chuyện được bình thường, bởi vì mẹ em lúc đó là lúc mấy cậu cho lên là mẹ em yếu lắm rồi, là họ thở thì thớp rồi. Nói chung là bác sĩ cho hay là người nhà muốn đem về thì đem đó. Dạ rồi cái người cậu cầu nguyện lột
mở tháo bùa hết trơn, bùa đeo tới cái giò luôn mà đó. Cái cậu cầu nguyện gì, cái mẹ em ngồi dậy, mẹ em đỡ cho mẹ em ngồi dậy, mẹ em nói chuyện với cậu đồ này kia. Bả mới đầu nó nhỏ nhỏ, nó hồi lớn lớn nó hồi cự lộn luôn, cự lộn với cậu luôn. Cái cậu qua năm hỏi chế ăn gì không, chế ăn gì em đi mua. Cái nó mẹ ăn gì con mua, mua bún ăn. Cái bà chịu, bà nói ừ ăn. Cái xuống dưới em chạy xuống, em ở trên lầu em mới chạy ra ngoài cổng em mua tô bún. Tô bún nhiêu thì cũng quên, mà em còn kêu á, là chị cứ bỏ tôm á, hồi đó muốn muốn tôm chị bỏ tôm vô thịt hơi nhiều đi em thêm tiền. Thì cô có cô mằng đó bố cũng bỏ bỏ em bưng lên, bưng lên thì mẹ em tự ngồi múc ăn ên luôn. Là cái lần đầu tiên với chị em tin Chúa đó. Rồi thì nằm ngủ ba em rồi lên đầy đủ, là nói chung là ngủ nằm ngủ là muốn hết cái bệnh viện lên đầy đủ mà. Thì mẹ em ăn rồi rồi nói chuyện với mấy cậu đồ này kia, đi ra ngoài ngồi luôn. Dạ rồi mẹ em khỏe khỏe rồi sáng lại các người cậu thứ năm ổng mới kêu là mấy đứa phải đi lên hội thánh Cà Mau với cậu, rồi mấy em cũng đi luôn. Sáng sớm thì ba còn ba em ở lại với mẹ em, mẹ em khỏe rồi thì còn anh ba ở lại, mấy chị em đi hết. Đi ra tới mà cái lộ là giá sáng đó chưa không có xe, bây giờ đi xe buýt không à, mà tới dắt sớm sớm quá chưa có xe buýt. Thì mấy chị em mới đi đi ra tới ngoài cổng chào ở cổng lộ lớn đó, thì có cái chiếc xe cấp cứu nó đậu đó đó, mà nó ngay cái tuyến đường đi về Cà Mau luôn. Cái nó thấy mấy em đi ra đứng đông đông, nó hỏi anh chị đi về đâu. Thì cái thằng thứ bảy nói đi Cà Mau, đón xe đi Cà Mau. Nó nói nếu đi Cà Mau thì tôi cũng sẵn chuyến tôi đi về, mà chiếc xe cấp cứu nó chở bệnh số, nó về xe không à, thì sẵn chuyến tôi về này tôi chở luôn cho. Rồi cái thằng em thứ sáu, thì em thứ bảy nó hỏi anh ăn nhiêu, như là đó nó ăn tới 160. Cái mấy chị em bởi vì đi cũng không có tiền nữa, cái thằng thứ bảy nó bây giờ mấy chị em tôi cũng không có tiền nữa, còn có 120 à, anh lấy không, không lấy thì mấy chị em tôi đón xe buýt đi, nếu đi xe buýt thì đủ. Cái ông lái xe cấp cứu đó, xe chuyển bệnh đi đó, cái ông nói ông dần dừng dừ thì mấy chị em nói chung cũng đứng 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 đón tại xe. Thì dần dừng hổng thôi lên đi ông chở luôn, thì mấy chị em lên chiếc xe cấp cứu đi. Đi lên tới chảnh tới chỗ đầu cầu đó xuống, thì người cậu ông nói trong hội thánh đó, chạy xe con ra rước rước vô là rồi thờ phụng Chúa rồi đi luôn tới tới bây giờ đó. Là cái lần đầu tiên mấy chị em tin Chúa là vậy đó, là mẹ em bệnh vậy đó. Dạ rồi mẹ em hết khỏe xuất viện có 3 ngày là bác sĩ cho mẹ em xuất viện luôn, khỏe khỏe rồi. Mẹ em ở hội thánh đâu cũng cả tháng à, ở trên hội thánh luôn. Rồi mẹ em về về cái đâu tới 6 tháng rồi mẹ em cũng không bệnh gì trơn, nó đang ngồi chơi giấc chiều đó cái mẹ em phát lên mệt mệt thì chở về bệnh viện. Chở bệnh viện nói chung mấy chị em nắm tay cầu nguyện dữ lắm luôn, mà mẹ em không khỏe. Cái mới điện cho cô Trang là vợ siêu bảo đó, thì cô Trang nếu cô Trang mới nói mấy em cầu nguyện mà không được khỏe thì theo ý Chúa để cho chị hai về với Chúa, chứ không có gì mấy em đừng buồn. Thì vậy thì mấy chị em cũng nắm tay cầu nguyện, nắm tay ngoài mấy cái ngoài sân bệnh viện cầu nguyện dữ lắm luôn. Thì bác sĩ cho hay là chuyển mẹ em đi, chuyển ở 5 căn á, thì chuyển đi hồi 8 giờ tối, thì thế 5 giờ mấy sáng là mẹ em mất. Giờ mẹ em mất tại bệnh viện rồi trở về đó. Cho nên bảo xuống xuống bị làm trong Chúa, cho nên bảo xuống cũng đông lắm, ca hát thờ phượng làm lễ cho mẹ em. Rồi mấy cô mấy dì rồi xuống quậy chàng đợt đó đồ đánh anh Bảo luôn á. Chung anh Bảo anh Ủa cũng ráng chịu đựng. mà họ quậy là tại vì không có làm theo nghi thức của bên nhà Phật Phật giáo phải không? Cho Dạ nên họ mới đúng rồi, quậy phải không? dạ đúng rồi, không đốt nhang nè, Không đốt rồi nhang, không không tụng đốt kinh nhang. nè, rồi này kia nói lạnh lẽo đồ đó. Hiểu rồi. Để Ừ mình rồi cầu quậy nguyện quậy dữ thêm lắm. cho vấn đề mê tín dị đoan và tâm linh, vấn đề tâm linh của đồng bào mình qua cái câu chuyện của Lượm vừa mới trình bày, thì chúng ta biết thêm được cái vấn đề tâm linh mê tín dị đoan Dạ của người Việt nói Nam chị chúng ta nói đâu. chung. Để mình cầu nguyện Dạ thêm. Như vậy thì để rồi cầu nguyện cho Hội Thánh Chúa ở Cà Mau ha. Xin Chúa ban amen ơn và quyền năng của Chúa trên Hội Thánh thêm nữa. Và anh amen em của Lượm á, đang được Chúa sử dụng, đã được Chúa dùng cách đây 10 năm để Chúa chữa lành cho người bệnh. Rồi cái dấu lạ mà thấy rõ nhất á, là qua mẹ của chị Lượm.
rồi qua cái người đàn bà mà bán vé số mà bị liệt á, Chúa Đi về đó. làm mình biết được Chúa kêu gọi gia đình này ở trong Dạ. cái ơn mà Chúa cho để mà truyền truyền giáo, cho nên chúng ta sẽ cầu nguyện đặc biệt cho gia đình Lượm ha. Lượm có thể nói Amen. tên của từng người một để ở đây Vọng Canh sẽ ghi xuống, rồi sẽ cầu nguyện cho thứ nhất là cái người từ trên xuống đi, cái người từ trên. Dạ. Dạ rồi, thứ Từ nhất là trên thì chị Mai, chị Hai Mai. chế chế Mai ha. Dạ Dạ, chị Mai. rồi rồi Chị Lậm chị. Lượm là chị đó hả? Dạ, Lậm chị. Lượm là Ông Lậm là người chị thứ ba tên Lậm chị. Lượm, ok đó. Lậm chị cái tiểu chị nữa. Rồi rồi Dạ. Rồi tới Giang. Giang. Rồi 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 tới em đó là Lậm á. Lượm Tâm ha. Dạ, Lậm Tâm. Rồi 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 tiếng thứ sáu là Hiếu. rồi Rồi thứ bảy là Thảo. Thảo, wow, tên hay quá. Rồi thứ tám là Ê Sai á. Thầy ấy sai đó, thầy sắp sửa là mục Dạ. sư đó. Dạ. Rồi thứ chín là Út Kiều. Út Chiều. Dạ, hết rồi đó. Thì ở trong những người này ai là người ở trong cái ban truyền giáo ở trong cái đoàn truyền giáo mà Chúa gọi để mà đi truyền giáo với nhau á, thì Lượm thấy Lượm Lượm cho biết để mục sư quan tâm đến, anh Ở em quan trong tâm biết để tám cầu chị nguyện. em là có anh thứ tư với con Út Chiều là không có đi truyền giáo. Thứ tư Với là bà chị thứ ba. và Thứ tư với thứ chín với thứ ba là không có đi truyền giáo đó. Lượm nè, Giang nè, với Út Chiều là không có đi truyền giáo ha. Dạ, dạ đúng rồi, ba người đó không đi. Không không có được Chúa gọi đi, nhưng mà họ có Dạ tinh dạ thần giúp đỡ mình, dạ đúng rồi, amen với mình phải không? có bà chị thứ ba bà không đi nhưng bà giữ con của mấy em là cho mấy em đi. Dạ. Rồi đó, thì chúng ta sẽ để thời giờ cầu nguyện đặc biệt cho gia đình của chị Lượm với anh Tâm. Thì Amen. qua cái câu chuyện sáng hôm nay mình được khích lệ lắm, để mà ở bên Mỹ này chúng ta cũng có tinh thần truyền giáo giống như vậy đó, để Amen. mà cứu rất nhiều người Việt đang ở Mỹ, 2,1 triệu người Việt Nam, trong khi ở bên Việt Nam ngay đồng bằng sông Cửu Long á, ở Cà Mau á, khu vực miền Tây Amen. đó, khoảng chừng 20 triệu người. 20 triệu người là đông gấp gấp 10 lần. Đông gấp 10 lần cái số người Việt Nam ở Mỹ, 20 triệu người ở đồng bằng sông Cửu Long, ở miền Tây. Cho nên chúng ta cầu nguyện Chúa, là chỉ có quyền năng Chúa mới cứu người nhanh thôi, chứ không có quyền Amen. năng Chúa thì người ta đến với Chúa chậm lắm. Như hồi nãy nghe cái câu chuyện mà thấy ham lắm nè, người ta kéo đi rồi hiếc ở đông ngoài lộ rồi gần người ta Có tung hô lên là ông những thầy này hay quá người đó, bởi vì ở không có nhiều ông thầy theo Chúa Giêsu, cho nên có những cái loại thầy thầy lang thầy giả như ông Hoàng Yên quá. á. Ông Hoàng Yên ổng là ổng móc lưỡi người ta, ổng làm đủ thứ hết ha, ổng bẻ đồ tùm lum hết, mà nghe Tại nói vì rằng cái cô què đó, bà đi tới đâu thì người ta đi một khúc ở sau lưng là xa thiệt xa, đi dữ chàng em à, chen không vô mà. cái người mà không có Chúa đó thì không có tôn vinh Đức Chúa Trời. Thì cái ông Hoàng Yên đó nghe nói là ổng xài bùa tùm lum tà la hết trơn á, Mà thì bùa dữ lắm. cái người mà em của Lượm á nói rằng danh Chúa Giêsu chữa lành, chứ tôi đâu có biết, tôi đâu có quyền gì để chữa lành, thì đó là một Dạ. người chân thật, một người tin Chúa chân thật và có Chúa ở trong đời sống mình khi mà tôn vinh Đức Chúa Trời. Cho nên mình cầu nguyện với cái tinh thần truyền giáo này nó sẽ lan ra khắp mọi nơi. Cảm ơn Chúa về tinh thần Amen. truyền giáo của gia đình của Lượm mà chúng ta rất là được khích lệ sáng hôm nay ở bên Mỹ khi mà chúng ta nghe cái câu chuyện này. Bây giờ thì chúng ta sẽ hiệp ý cầu nguyện cho Lượm nha. Sẽ mời Amen. Mai Trinh. Mai Trinh có cảm động ở trong cái câu chuyện vừa qua, thì mời Mai Trinh cầu nguyện Chúa ban phước cho hội thánh ở rạch gốc Cà Mau, và đặc biệt là gia Amen. đình của chị Lượm. Thì mục sư sẽ list ra danh sách từ người thứ hai đến người thứ chín mà ở trong cái danh sách này đó, thì chúng ta sẽ cầu nguyện cho những người đó này ở trong gia đình để mà Đức Chúa Amen. Trời tiếp tục sử dụng để truyền giáo. Amen. Và Chúa cũng Amen. mở đường để hội thánh cũng có những cái phương tiện
để truyền giáo và hỗ trợ cho việc truyền giáo, để chăm sóc, thăm viếng, rước người đi nhóm. Ở bên Mỹ này á, thì có những cái đội xe xe bus để mà đi rước người. Nhỏ hơn thì có những chiếc xe 12 chỗ. Thì ở miền Tây không có đường xá, chỉ có sông rạch, thì dùng phương tiện vỏ lãi và thuyền thì nó cũng hợp lý thôi, không có gì mà nó xa xỉ cả, mà nó rất là cần thiết. Cho nên chúng ta thấy được cái nhu cầu hôm nay cũng nhờ Lượng trình bày thêm để mà chúng ta hiểu được cái vấn đề, những cái khó khăn mà ở miền Tây con cái của Chúa đi nhóm lại và cần những cái phương tiện đó. Vâng, chúng ta hiệp ý với Mai Trinh để cầu nguyện dâng những cái vấn đề này trong tay Chúa. Xin mời Mai Trinh cầu nguyện. Amen. Lạy Đức Chúa Trời, Ba ơi, là Cha nhân từ Cha của chúng con, Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa buổi sáng tốt cho chúng con được thờ phượng Chúa, cho chúng con được ở trong sự hiện diện của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa thật Amen. nhiều, Cảm ơn cho Chúa. chúng con buổi sáng tốt lành, cho chúng con có sức sống để chúng con tiếp tục ở trong cuộc sống này. Chúng con cảm ơn Chúa, và Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con thấy được tấm lòng của gia đình chị Lượm, và chúng con thấy được những anh chị em của anh chị yêu thương nhau. Và Chúa ơi, chúng con cầu nguyện chúc phước cho gia đình chị được đầy ơn của Chúa, và một gia đình hầu việc Chúa, trong đó có chị Mai, chị Lượm, Lượm chị Lượm, anh Giang, anh Hiếu, chị Thảo và thầy Esai, Úc Chiều. Và chúng con cầu nguyện cho không những 5 người đi truyền giáo, nhưng mà 8 người này sẽ là những người trở thành là những nhà người truyền giáo hết ở trong các vùng, bởi vì chúng con nghe được về những điều mà Chúa ơi, ngày xưa chúng con nghe được cái cuốn Kinh Thánh, cái cuốn viết về gió thổi ào ào nói về quyền năng của Chúa cập theo. Thì giờ này chúng con lần thứ hai chúng con nghe được chính những người nhân chứng ở trong những cái câu chuyện mà người chết được sống, người què được đi, người bệnh được chữa lành qua qua gia đình của chị. Chúng con thấy được, chúng con nghe được, và chúng con thấy được sự khích lệ vô cùng. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện, bởi vì Chúa nói là quyền năng của Chúa cập theo để đi ra giảng tin lành. Và chúng con cầu nguyện để rồi xin Chúa cho anh chị của chúng con cũng tiếp tục ở trong công việc làm mạnh dạn truyền giáo và chia sẻ niềm tin của mình cho những người xung quanh. Và Chúa ơi, chúng con cầu nguyện để rồi những anh chị có những cái cưu mang và có những điều mà muốn giúp đỡ những người khác, nhưng mà họ cần những cái phương tiện, cần những cái điều, thì giờ này chúng con cầu nguyện để xin Chúa là đấng tiếp trợ, là đấng chu cấp cho các anh chị, và xin Chúa cho những gì mà lòng của anh chị ao ước thì được thành. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện xin Chúa thêm sức ban ơn và chu cấp hết mọi nhu cầu, để rồi anh chị cũng có cái cơ hội để tiếp tục ở trong công việc của truyền giáo nữa. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều. Và Chúa ơi, chúng con thấy rằng ở Việt Nam người ta không có phương tiện, người ta không có đầy đủ những cái điều mà họ trong cuộc sống, nhưng mà họ khao khát bởi vì tấm lòng yêu mến Chúa. Họ đi ở trong cơn mưa, họ đi ở trong những Amen. cái Cảm ơn Chúa. khó khăn mà họ phải dậy sớm, mà họ đi, họ yêu mến Chúa vì sự kính sợ Chúa mà họ làm những công việc Chúa. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện xin Chúa cho tấm lòng của con cái Chúa cũng khao khát tấm lòng của những người con cái Chúa, khao khát giống như là những cái hội thánh ở Cà Mau, là Rạch Tập Tàu. Chúa ơi, chúng con thấy được những cái sự yêu mến Chúa, kính sợ Chúa của họ, mà họ đi ở trong cái sự vất vả, nhưng mà họ vẫn khao khát để tìm kiếm Chúa. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện để tấm lòng của anh chị em của chúng con, những người ở Mỹ, họ có đầy đủ những phương tiện, họ có đầy đủ tất cả, nhưng mà cái sự thờ phượng tại Chúa họ không đi bằng tấm lòng. Chúa ơi, chúng con giờ này chúng con cầu nguyện để rồi Chúa thay đổi cái sự suy nghĩ của anh chị em của chúng con, để họ cũng khao khát tìm kiếm Chúa hết lòng, giống như là những cái gì mà chúng con nghe được, chúng con thấy được sự khao khát của họ. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều. Và Chúa ơi, chúng con cầu nguyện chúc phước để rồi những cái điều mà chị em của chúng con khao khát rằng có những cái phương tiện để hầu việc Chúa, chúng con cầu nguyện xin Chúa là đấng tiếp trợ Jire cho đầy đủ hết tất cả các phương tiện. Và chúng con cầu nguyện để rồi họ tiếp tục nắm cháy để bước ra để hầu việc Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều. Và Chúa ơi, chúng con cũng cầu nguyện cho chúng con nghe được những điều đó đem đến cho chúng con sự khích lệ, sự gây dựng,
và cho chúng con cũng tiếp tục ở trong sự nóng cháy. Chúa ơi, xin Chúa cho chúng con là những ngọn lửa, những sinh viên than mà để tiếp tục cháy ở trong nhà của Chúa. Dù chúng con biết rằng chúng con, Chúa nói là cánh, chúng con là cánh tay nói dài. Chúa ơi, chúng con, Chúa trao cho chúng con những talent gì thì xin Chúa cho chúng con làm lợi ra ở trong công việc của nhà Chúa. Chúa ơi, đừng để cho chúng con để rồi một ngày nào khi chúng con trở về với Chúa, Chúa nói hỏi đề tớ ngay làm trung tín được lắm. Để chứ chúng con không phải là những người mà nhận một ta lăng để rồi chôn giấu điều đó. Chúa ơi, xin Chúa cho chúng phải con chứ cũng được kết quả ở trong nhà của Chúa để làm sáng danh của Chúa, giống như là Chúa nói chúng con là muối, thì xin Chúa cho chúng con đời sống của chúng con được biến đổi. Và Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con cũng qua những cái ngày chúng con hội thảo thì chúng con nói chuyện với rất nhiều người, thì chúng con thấy được rằng họ, xin Chúa cũng cho con học hỏi được là họ nói rằng họ không phải push những người khác để mà đến với Chúa, nhưng mà họ qua cái cách sống của họ, qua cái sự nhẹ nhàng của họ mà họ đem đến cho những người xung quanh. Và Chúa ơi, chúng con cầu nguyện cho không những người Việt Nam mà có những cái truyền thống, có những cái phong tục mà thờ cúng, nhưng mà những người Lào họ cũng nặng nề về những điều đó, người Campuchia nữa. Chúa ơi, chúng con tiếp cận với họ thì chúng con thấy được rằng họ còn những cái tuy rằng họ đi nhà thờ, họ thờ phượng Chúa, nhưng mà họ cũng vẫn còn đi đến những cái temple mà để họ giúp đỡ. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện xin Chúa cũng thương xót dân tộc Việt Nam của chúng con cũng như các dân tộc lân cận, để rồi họ sẽ trở lại với Chúa, đầu phục Chúa, không còn đi theo cái phong tục cổ truyền, không đi theo cái văn hóa của dân tộc Việt Nam của chúng con nữa, không có sự thờ cúng nữa, bởi vì họ rất là nặng nề. Giờ này chúng con cầu nguyện xin Chúa thay đổi tấm lòng của họ, để rồi họ trở lại ăn năn mà đầu phục Chúa, thờ phượng Chúa hết lòng với công việc của Chúa nữa. Cảm ơn Chúa. Và Chúa ơi, chúng con cầu nguyện cho những anh chị em của chúng con tiếp tục ở trong công việc truyền giáo, thì chúng con cũng cầu nguyện xin Chúa cũng cho nhiều người ở Mỹ này cũng có tấm lòng giống như là gia đình của chị Lợn. Họ tin nhận Chúa, họ tiếp nhận Chúa thì họ đầu phục Chúa và làm theo công việc của Chúa, để rồi được phát triển, được nhiều người đến trở lại với Chúa. Thì chúng con cầu nguyện xin Chúa cũng dấy lên lòng của mỗi người anh chị em của chúng con ở Mỹ cũng có tấm lòng khao khát đi truyền giáo và làm những công việc của Chúa. Chúa ơi, xin Chúa cho chúng con gây dựng một, dầu chúng con gây dựng một người, thì xin Chúa cũng cho tiếp tục ở trong sự trung tín để mà giúp đỡ, để nâng đỡ những người xung quanh nữa. Và Chúa ơi, chúng con cầu nguyện xin Chúa cho hội thánh Chúa, quyền năng của Chúa cũng cập theo để rồi thấy được rằng để làm cho vững đạo. Chúa ơi, chúng con nghe được những điều này thì chúng con thấy được rất là sự khích lệ. Chúng con cũng cầu nguyện xin Chúa cho đức tin của những người mà ở Mỹ này cũng có những cái sự chữa lành, những cái điều đó, để rồi họ nghe về tin lành của Chúa, để là Chúa ơi, chúng con không phải chỉ đến với Chúa vì những cái điều lợi đó, nhưng mà chúng con biết rằng chỉ có con người này, họ cũng nhìn vào những cái điều mà sự chữa lành. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện xin Chúa cho chúng con biết rằng quyền năng của Chúa luôn luôn bởi vì lời của Chúa hôm qua, hôm nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Chúng con cầu nguyện để rồi hội thánh Chúa cũng tiếp tục đứng vững ở trong những cái sự mà lời Chúa đã vững vàng, để họ vững vàng bước ra. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều, và chúng con dâng gia đình chị Lợm lên trong tay của Chúa. Xin Chúa tiếp tục cho anh chị em của chúng con tấn tới trong đức tin và tiếp tục bước ra để mà truyền giáo cho mọi nhiều người sẽ trở lại đầu phục Chúa, để rồi tội lỗi họ được tha, linh hồn của họ được cứu nữa. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều, và chúng con dâng gia đình lên trong tay của Chúa, và chúng con xin hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn lời cầu nguyện của Mai Trinh dành cho anh chị em ở miền Tây nói chung, và đặc biệt là Rạch Gốc Cà Mau. Vâng, chúng ta sẽ có dịp để chúng ta về cái vùng này để chúng ta thăm viếng anh em, không chỉ là cầu nguyện mà chúng ta còn đi thăm viếng để biết được tâm tình của anh em ở dưới miền Tây, đi trung tín, đi thờ phượng Chúa. Ngày hôm qua có một sư Thắng có gửi mấy cái clip anh em đi
chuyện đi 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 nhóm á và bị mưa làm sao có xem sơ qua, nhưng mà hôm nay nghe Lượm nói thì mới biết được những cái nỗi khó khăn của anh em. Cảm ơn Chúa vì dùng mà Lượm là như một cái nhịp cầu nối mà từ miền Việt Nam miền Tây mà kết nối vào để anh em có thể hiểu nhiều hơn về công việc Chúa ở Cà Mau. Chúng ta nghe mà chúng ta rất là được khích lệ, và chúng ta xin Chúa ban ơn, chúng ta có quyền năng Chúa phải tinh lành, phải giảng ra với quyền năng như vậy đó, chứ không phải nói khơi khơi được quý vị. Vâng, Mai Trinh, mà Mai Trinh có đưa tay lên, Mai Trinh muốn nói thêm những điều gì nữa, xin mời Mai Trinh. Khi mà nghe chị Lượm nói cái điều này á, giống như mình đọc lời Chúa á, thì nghe chị nói, với lại hồi xưa em có nghe về cái cuốn Như Tiếng Gió Thổi Ào Ào á, thì ở Indonesia cũng những trường hợp mà Chúa chữa lành rồi người chết sống lại, thì nghe chị Lượm nói giống như là cái điều mà ở Kinh Thánh, khi mà ngồi mà nhắm mắt mà nghe chị kể rồi nhớ lại lời Chúa, thì giống như cái sự hiện diện ở trong đó, giống như là lời Chúa nó sống động trở lại ở trong cái tư tưởng của mình, giống như mình thấy là Chúa đang làm những cái công việc đó. Và cảm ơn Chúa vì cái tấm lòng của gia đình chị rất là đơn sơ, nhưng mà Chúa dùng cái sự đơn sơ để mà Chúa làm vinh hiển danh của Chúa. Và Amen. cảm ơn Chúa về điều Amen. đó. Amen. Rất được khích lệ khi nghe chị Lượm nói chuyện. Amen. Cảm ơn Chúa. Nhớ giữ sự cầu nguyện đó cho công việc Chúa ở Việt Nam, cũng như là Chúa cho chúng ta cũng kinh nghiệm và trải nghiệm được những cái phước hạnh giống như Mai Trinh nói ở tại Hoa Kỳ này luôn. Amen. Cảm ơn Chúa. Vâng, chúng ta đang giữ đó quý vị, chúng ta đang giữ lửa, chúng ta đang giữ tích lũy những cái mơ ước phước hạnh này để Chúa sớm làm ở trên đất nước Hoa Kỳ này. Khi mà chúng ta nghe và thấy những điều mà ông Văn nói rằng, ông Führer nói rằng ông nghe, ông rờ được Chúa nữa. Ông Văn nói rằng ông chia sẻ những gì mà ông thấy và ông nếm trải, ông rờ được Chúa. Cho nên xin cho chúng ta cũng nói như Văn. Amen. Cảm ơn Chúa. Vâng, Hồng Diễm có muốn nói điều gì với cái cảm xúc của Diễm giờ này không ạ? Cô Diễm. Như Mai Trinh rất là được khích lệ khi nghe kể lại những cái câu chuyện hồi xưa mình nghe ở dưới Cà Mau. Chúa đang phấn hưng hội thánh cầu nguyện người chết được sống, người què được đi. Mình không ngờ hôm nay mình gặp được ngay chính chủ luôn. Amen. Mình không ngờ được đó là từ của gia đình của chị Hai, chị Lượm về sai ra. Diễm có dịp trong đám tang của ba, Diễm có tiếp xúc được chị Hai, Úc Triều với lại thầy sai, những người thật là nói chuyện rất là chân chất, và cái lòng Diễm thấy là Chúa sử dụng, tại vì cái lòng đơn sơ đó, tin khi mà được nghe giảng, nghe dạy, đọc Kinh Thánh, Chúa làm sao tin vậy và quyền năng xảy ra vậy thôi. Mình nhiều ngày ngày hôm nay nhiều khi mình lý trí quá, mình suy nghĩ không biết Chúa có làm không, không biết người này có được cứu không, mình suy nghĩ nhiều quá cho nên mình đã hạn chế Chúa. Không phải là mình không phải là hạn chế quyền năng của Chúa, nhưng mà mình hạn chế cái suy nghĩ của mình đối với Chúa. Và cảm ơn Chúa sáng hôm nay được nghe những cái lời tường thuật lại của chị Năm, nghe rất là được khích lệ và thấy rằng Đức Chúa Trời vẫn còn làm phép lạ. Và hồi nãy trong lúc Mai Trinh cầu nguyện thì Diệm cũng thầm nguyện theo Chúa của chúng con, hôm qua ngày nay có đến đời không hề thay đổi. Thì Diệm vừa xong thì tôi nghe Mai Trinh cầu nguyện giống như vậy. Cảm ơn Cảm Chúa. ơn Chúa Amen. được cùng Đức Thánh Linh được nghe những lời buổi sáng hôm Amen. nay, và rất Amen. rất tiếc là sáng hôm nay không không có nhiều người. Thường là thứ hai á thì anh chị em còn phải lo đi làm rồi mệt mỏi cuối tuần, cho nên thứ hai thường vắng người. Nhưng mà Diễm thấy thật Chúa có thương xót và cho mình nghe những câu chuyện như vậy, Amen. và xin Chúa tái sử dụng lại, Amen, tiếp tục sử dụng và ban cho anh chị em ở dưới đó vẫn cái lòng đơn sơ, vẫn cái sự trung kiên với Chúa như vậy. Và mình biết rằng Chúa sẽ tiếp tục sử dụng, và mình từ ở bên Mỹ mình sẽ ủng hộ băng sư cầu nguyện cho anh chị em đi ra, và xin Chúa ở cùng chu cấp và ban cho anh chị em có tấm lòng
tiếp tục đơn sơ để nhận được quyền năng của Chúa để cứu nhiều người hơn cho nhà Chúa. Amen. Amen. Cảm ơn lời cầu nguyện của tất cả chúng ta và điều tấm lòng mà cô Diễm vừa mới chia sẻ. Cảm động nói về điều đó. Hôm nay chúng ta tâm tình như vậy rất tốt, quý vị. Và hôm nay trong cái sự tâm tình này thì mục sư có quay hình lại và mục sư sẽ đăng lên trên cái trang của Hội Thánh, cái kênh YouTube của Hội Thánh Vườn Nho, để mà ai mà bị lỡ cái cơ hội này thì sáng hôm nay có thể nghe lời làm chứng của Lượm để được khích lệ và chúng ta học hỏi tinh thần cầu nguyện của nhau. Thì đó cũng mới vừa đánh lên ở cái hàng tin ở trên cái dòng tin cầu nguyện bản tin ở trên cái group và vọng canh I Pray, thì có nói với mọi người là ngày hôm nay Chúa cho chúng ta những cái phương tiện truyền thông như là chúng ta livestream như thế này nè. Hồi xưa thì chúng ta phải lái xe đến nhà thờ, chạy đến cái chỗ ngồi lại với nhau, chung với nhau hiệp một, rất là tốn xăng, tốn thời giờ, tốn đủ thứ hết. Bây giờ chúng ta có thể ngồi tại nhà để chúng ta thờ phượng Chúa, để chúng ta nói chuyện với nhau, dù chúng ta gặp nhau ở nhà thờ vẫn tốt hơn, nhưng mà chúng ta có nhiều cái cơ hội như vậy, nhiều cái cơ hội hơn để gặp nhau. Cho nên Hội Thánh rất là thông minh, là Hội Thánh đã sử dụng được những cái phương tiện truyền thông để mà chúng ta đến với nhau, đến với Chúa. Đó là điều mà chúng ta rất là được khích lệ. Và chúng ta cũng được nghe những cái tin tức nóng hổi, ví dụ như sáng hôm nay không có livestream như thế này, không có không có cái phương tiện Zoom này á, thì chúng ta cũng đâu có nghe chị Lượm tâm tình mà nói về những cái điều đang xảy ra ở tại Việt Nam cũng như tại Rạch Gốc. Thì chúng ta ngồi đây chúng ta có thể tưởng tượng là chúng ta đang rất là gần Cà Mau mặc dù chúng ta rất là xa, phải bay về tới nếu mà bay thẳng 20 tiếng đồng hồ khoảng đó. Mà bây giờ thì chúng ta ngồi đây mà chúng ta kết nối với Cà Mau, có thể nghe tiếng dế kêu, nghe tiếng côn trùng, phải không ạ? Có thể nghe mùi biển mặn mặn ở Cà Mau nữa, và chúng ta được nghe những cái lời điều này từ môi miệng của Lượm. Bây giờ thì chúng ta sẽ cầu nguyện cảm ơn Chúa về những gì chúng ta nghe, thêm mơ ước cho chúng con nữa. Xin Chúa thêm mơ ước cho chúng con. Nếu như Hội Thánh chưa có kết quả thì qua cái livestream này quý vị xem, quý vị nghe trực tiếp, thì chúng ta sẽ thêm cái mơ ước nữa để Chúa làm ở Cà Mau, thì Chúa sẽ làm ở bên Mỹ này. Hội Thánh của Chúa nó mặc dù nó khác cái hoàn cảnh, nhưng mà có một điều mà Chúa sẽ vận hành, đó là quyền năng Chúa được bày tỏ. Nãy mà mình nghe cái người mà lết lết dưới đường á, thì cái người này á, cái người què không có khác gì trong cái câu chuyện Chúa Giêsu chữa lành cho người mù ở thành Jericho, cái người mà bị teo tay được chữa lành, đó quý vị. Rồi cái ông bị bại liệt ở ao Bethesda, ông chờ tới cái nước, cái lúc mà nước động á, một thiên sứ Chúa giáng xuống dưới lại dưới cái ao á, thì ai mà xuống dưới tắm trước á thì sẽ được lành. Cái chuyện đó có thiệt á. Và ông này thì ông chờ hoài không ai đưa ông xuống, mà lúc mà có người đưa ông xuống á, thì người khác đã xuống trước rồi, tại ông què mà sao ông tự đi được. Nhưng mà Chúa Giêsu đến, Chúa Giêsu hỏi ngươi có muốn được chữa lành không, muốn được đi không? Ông này có ai đưa tôi xuống đâu mà tôi đi, không biết Chúa Giêsu là ai. Giống như ngày hôm nay người ta hỏi ngươi biết ta là ai không, mày biết bố mày là ai không? Đó, cái câu mà trending bây giờ đó, cái câu đó nó không có hay. Nhưng mà Chúa Giêsu nói cái người này không có biết Chúa là ai. Chúa Giêsu nói ra là có uy quyền, quý vị, và Chúa nói rằng hãy đứng dậy vác giường ngươi mà đi. Và cái người này có đức tin, là không biết Chúa là ai nhưng mà đứng dậy để mà vác giường mình đi. Cái đức tin của cái người này cũng phải gọi là đức tin thứ thiệt á. Và ông đã được chữa lành. Cả cái thành đó chấn động luôn, quý vị. Họ ngạc nhiên với cái người què này, từ thở nào họ biết rõ người này là ai, phải không ạ? Rồi thì ông đã được chữa lành. Giống như câu chuyện mà Lượm vừa mới kể hồi nãy đó, nó chấn động cả cái khu vực đó. Tại sao Chúa không làm điều đó trong ngày hôm nay? Chúa làm chứ. Chúa đang cần một con người, một cá nhân nào Chúa sử dụng. Chắc chắn chúng ta sẽ có những người đó. Và khi người đó xuất hiện thì chúng ta phải ủng hộ họ. Không có ganh tị, không có chống đối, không có dập tắt. Gặp ngày hôm nay có quyền năng phép lạ xảy ra, cái dập tắt nó không phải Chúa đâu, này kia nó chi vậy? Đúng không? Bởi vì người đó đem giết rất là nhiều người về với Chúa qua cái công việc Chúa bày tỏ ra mà dập tắt, bày đặt dập tắt.
quý vị cầu nguyện Chúa cho những cái thành phần đó, cái thể loại đó quý vị, cho dù họ có là những người cao cấp ở trong giáo quyền nhưng mà họ không không có phục Chúa thì chúng ta không đồng tình với họ. Chúng ta phải ủng hộ những người tin cậy Chúa và có đức tin để đem nhiều người khác về với Chúa qua những cái dấu kỳ phép lạ mà Chúa bày tỏ ra, chứ không có dập tắt, không có ngăn trở. Và chúng ta đang có những cái hành động mà chúng ta sắp sửa chúng ta bày tỏ, đó là ủng hộ bằng cách tạo điều kiện cho anh em chúng ta đi nhóm lại đông hơn, tạo điều kiện cho anh em chúng ta ra khỏi sự khó khăn để mà đến với Chúa dễ hơn. Đó là một cách hầu việc Chúa đó. Cảm ơn Chúa về điều đó. Thấy Mai Trinh cũng giơ tay nữa rồi, xin mời Mai Trinh có điều gì tâm tình sáng hôm nay, xin mời Mai Trinh ạ. Giống như nãy mục sư nói là có nhiều người lớp cũng cũng giống như thuộc thể á, thì xin cầu nguyện cho những người mà lớp về thuộc linh ở Mỹ, tại vì em thấy giống như là người què thuộc linh ở Mỹ rất là nhiều, tại vì giống như là giống như lết được đến nhà thờ ngày này nhưng mà không lết được ngày kia, Đó đó. thì cũng xin Chúa thương xót và xin Chúa chữa lành hết cái những cái người què thuộc linh để rồi có cái lòng nóng cháy cho công việc Chúa, tại vì nhiều khi giống như là mà cứ giống như là lòng thì họ thì lúc thì muốn cái này lúc thì muốn cái kia á, thì xin Chúa cũng chữa lành hết cho những người què thuộc linh để mà họ thật sự đến với Chúa bằng tấm lòng, cũng giống như là cái anh chị gì mà em thấy trong cái video của họ, tuy rằng là họ đi không được nhưng mà cái lòng của họ cũng muốn khao khát Chúa để mà họ đến nhà thờ để mà thờ phượng Chúa, thì xin Chúa cũng cho người những con cái Chúa nhìn thấy được cái hình ảnh để mà lòng của họ cũng trở lại với Chúa để mà thờ phượng Chúa, yêu mến Chúa. Amen, amen. Vâng, như vậy thì chúng ta sẽ cầu nguyện một lần nữa cho tấm lòng yêu mến Chúa của con cái Chúa hiện nay ở Mỹ. Thì chúng ta sẽ hiệp với bà nội Hallelujah. Nãy giờ bà nội Hallelujah nghe câu chuyện này, bà nội có cảm động không? Xin mời bà nội cầu nguyện Chúa ban phước cho hội thánh của Chúa ở Mỹ cũng có tâm tình mạnh mẽ và yêu thương, sẵn sàng đi ra để nói về Chúa như là ở Cà Mau. Bà nội cảm ơn Chúa về ngày hôm qua, dù bà nội không có đi thờ phượng Chúa được nhưng mà Chúa cũng chữa lành cho bà nội để bà nội có thể đến ở trong vòng canh. Ngày ngày thường bà nội vào vòng canh còn nhiều hơn là ngày Chủ nhật nữa, mặc dù ngày Chủ nhật là mình phải đi nhóm nhưng mà cảm ơn Chúa vì Chúa cho bà nội có một đức tin mạnh mẽ. Xin Chúa cho những người khác có những cái tâm tình giống như bà nội. Hallelujah, amen. Bây giờ mời bà nội cảm ơn Chúa về cái phước hạnh mà chúng ta vừa mới nghe sáng hôm nay, đồng thời xin Chúa ban phước cho Hội Thánh Chúa trong những ngày tới đây trong sự phát triển đạo Chúa. Amen. Kính mời bà nội. Amen, amen. Cảm tạ ban ơn Đức Chúa Trời. Amen, cảm ơn Chúa. Con Chúa ơi, cảm tạ Chúa, một buổi sáng con thấy sự nhân từ của Chúa, ban đêm thì truyền ra sự thành tín của Ngài. Ngài yêu chúng con, Chúa ơi, Ngài yêu chúng con luôn luôn. Chính vì sự yêu thương của Ngài thì Ngài đã chết trên thập tự giá vì chúng con. Nếu thế gian này chỉ có một người thôi, Chúa cũng chết về người đó nữa. Chúa yêu chúng con rất là nhiều, Chúa ơi. Chúng con làm gì đây? Chúng con chỉ biết hầu việc Đức Chúa Trời, tôn vinh Chúa và rao truyền đời sống của Chúa, sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến. Xin Chúa chúc phước cho mỗi người trong chúng con, Chúa ơi, để có hết hết lòng, hết sức kính sợ Đức Chúa Trời, hầu việc Chúa. Ngài ban cho chúng con biết mở miệng, mở lòng ra để chúng con đem nhiều nhiều người thân chúng con, bạn bè chúng con trở về để họ được cứu như chúng con. Là Chúa vì một linh hồn quý hơn cả thế gian, Chúa ơi. Chúng con sống để chúng con rao truyền danh Chúa. Chúng con ngợi ca Chúa và xin Ngài giúp chúng con để chúng con có sự mạnh mẽ, giản dị lời nói chúng con được sự sức dầu Amen, của Chúa. amen. Để chúng con có thể nói ra những lời hằng sống của Chúa và được người ta chạm đến tâm linh của họ để họ tin nhận Chúa. Amen, chúng con Chúa. Đem nhiều nhiều người về cho nhà Chúa, Chúa ơi. Xin Chúa chúc phước cho từ anh chị em chúng con trong gia đình chúng con nữa, Chúa ơi. Cho chúng con biết cầu nguyện, vì không có cái gì mà tốt hơn là sự cầu nguyện. Chúa ơi, con thấy bây giờ là ngày Chúa gần đến chừng nào thì sự nguội lạnh nó càng nhiều quá,
tức là họ không không biết lời của Chúa. Vì sao cầu nguyện, cái sự cầu nguyện là hơi thở của chúng con, mỗi mỗi người mỗi nhà đều phải cầu nguyện. Cầu nguyện vì Chúa dạy chúng con là hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài đến gần anh em. Amen. Cảm ơn Chúa. Rồi Chúa thương xót những người đã biết đến Chúa. Chúa ơi, để biết rao truyền danh Chúa và đến gần Chúa hơn. Trước hết là của gia đình mình, trong nhà mình, rồi mới tới người ra ngoài. Xin Chúa thương xót mỗi gia đình chúng con đều có những nan đề. Chúa ơi, chúng con chỉ biết dâng lên cho cha từ ái chúng con. Và chúng con kiên trì tìm kiếm Chúa trong sự hiệp nguyện, cầu nguyện. Cầu nguyện cho các vị lãnh đạo chúng con, để tất cả các vị lãnh đạo chúng con được quyền năng ân tứ của Ngài và hiệp lại với nhau để hầu việc Chúa Trời mạnh mẽ hơn nữa. Chúng con muốn hội thánh của Chúa được phấn hơn, Chúa ơi. Xin Chúa ban phước cho điều này, nhưng trên hết là trên mẫu chúng con, để biết cầu nguyện thì mới được có sự thay đổi. Amen. Chúng con. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Con cũng nhớ đến ở những hội thánh anh em chúng con ở Cà Mau, nhờ chỗ chị Lượm. Chúa ơi, xin Chúa chúc phước cho tấm lòng của chị, cho gia đình của chị. Và Chúa sẽ gây dựng hội thánh bằng cách là Chúa cho chúng con trung tín, để mọi người thấy tấm gương của từng người mà giống, mà biết cái điều đó là tốt để làm theo. Tức là chúng con muốn hội thánh của Chúa không phải mục sư truyền đạo chấp sự là những người hầu Chúa, nhưng tất cả cơ đốc nhân đều hầu Chúa và đem nhiều người về cho Chúa, nhất là gia, trước hết là trên gia đình chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa một buổi sáng, cảm ơn Chúa một ngày Chủ nhật, Chúa cho chúng con được thờ phượng Chúa trong ơn của Ngài ban cho. Chúa ơi, cảm ơn Chúa. Xin Chúa cho chúng con giấu lời Chúa trong lòng chúng con, để chúng con không phạm tội cùng Chúa. Vậy Chúa, xin Chúa giúp đời sống chúng con, để chúng con kết quả cho Chúa, sống một cách mạnh mẽ, một cách gây dựng, yêu thương nhau. Chúa dạy chúng con 10 điều răn, nhưng có 2 điều quan trọng nhất là hết lòng, hết sức kính sợ Đức Chúa Trời, và điều răn thứ nhì, yêu thương nhau, không có chia rẽ, nhưng mà yêu thương tha thứ thì mới yêu thương được. Chúa ơi, Amen. Xin Chúa giúp chúng con để chúng con sống tốt, sống vì danh Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Và con cầu nguyện cho Thánh Vườn Nho, Chúa chúc phước trên hội Thánh Vườn Nho, chúc phước trên gia đình mục sư Đông Diễm, Sam Yahu cũng như chấp sự Thiên Ân TV. Chúa ơi, bé Victoria, xin Chúa giúp cho hai gia đình mục sư này được mạnh mẽ, có đầy ân tứ quyền năng của Ngài. Và hội Thánh Vườn Nho, chúng con luôn luôn cầu nguyện cho Thánh Vườn Nho sẽ là một hội thánh mở mang ra rộng lớn tại thành phố Lâm Đèo nữa. Chúa ơi, những gì chúng con ước ao, con biết rằng Chúa sẽ cho hơn những điều lòng chúng con ao ước nữa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện cho từng gia đình nhỏ chúng con một ngày mới. Chúa ở cùng dẫn dắt chúng con trong suy nghĩ, trong lời nói, trong công việc làm chúng con được đẹp lòng Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng lên lời tạ ơn Chúa. Chúng con cũng không quên cầu nguyện cho những đứa trẻ, đứa cháu con của chúng con. Chúa ơi, tất cả chúng con đều có những đứa con, đứa cháu. Xin Chúa kéo chúng nó lại gần Chúa hơn nữa. Ôi Chúa ơi, dễ lắm mà chúng ta nghe những lời thế gian, nhưng mà lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm. Xin Chúa cho chúng nó biết yêu mến Chúa, yêu mến Chúa. Chúng con thường đọc tên từ những đứa cháu chúng con để chúng con cầu nguyện. Xin Chúa chúc phước cho các cháu chúng con là những đứa trưởng thành ở trong Chúa hơn nữa, và chúng nó biết tìm kiếm Chúa. Chúa ơi, nếu Chúa cho chúng con một điều ước ao thì chúng con chỉ biết cầu nguyện cho con cháu gia đình chúng con, để chúng nó được trung tín với Chúa, được Chúa sức dầu, và Chúa sẽ sử dụng con cháu chúng con sau này là lòng ước ao của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng lên lời tạ ơn Chúa với tâm lòng biết ơn Chúa. Chúa Amen. Cho chúng con còn sống, chúng con còn hơi thở, thì phàm vật chi thở hãy ngợi khen Đức Chúa. Chúng con luôn luôn ca hát ngợi khen Chúa, mặc dầu hoàn cảnh thế nào Amen. Thì chúng con ngợi khen Chúa, vì Chúa cho chúng con còn sống, còn thờ phượng Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Amen. Chúng con dâng lên lời cảm ơn Chúa. Chúa ơi, ngoài Đức Chúa Trời ra chúng con chẳng có phước nào khác.
chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con đi với Chúa suốt cuộc đời chúng con. Phải, chúng con Amen. Chúa. Chúng con ngợi khen Chúa và cầu nguyện hiệp ý với nhau. Tạ ơn Ngài nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 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 Cảm ơn Chúa, cảm ơn lời cầu nguyện của bà nội. Bây giờ thì xin mời Vọng Canh chúng ta sẽ lắng nghe một bài hát Sứ mạng. Dạ. Bài này đã được các hội thánh khắp Hàn Quốc hát và rất cảm động, bởi vì nói lên công việc Chúa giao cho chúng ta, cho hội thánh của Chúa trong những ngày cuối cùng này. Xin Chúa cho chúng ta vâng giữ sứ mạng mà Chúa giao để chúng ta truyền đạo danh của Chúa ra. Amen. Cảm ơn Chúa. Đường nhân gian Chúa đi một mình trong gai, hãy để con con xin bước theo một mình cha, dù non cao con không ngại gì gian lao, dù đại dương thắm sâu con không sợ gì gian nguy, quyết dân thân ra đi phục vụ tha nhân vì tình yêu. Cảm động với bài hát này không mọi người? Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ cầu nguyện ở trên tinh thần này. Hôm qua thì
Cô Diễm có gửi cho mình một cái clip mà mình xem thì mình suy nghĩ trong đầu á là chắc là mình phải chuyển ngữ cái clip này, bởi vì vị mục sư tiên tri, ông này là ông nhà tiên tri ở sống ở Mỹ, một người có ơn của Chúa, và ông nói ở trong cái clip đó, ông nói cho gửi cho cái vị tổng thống Hoa Kỳ 46 là Joe Biden về những cái hành vi và những cái sai lầm của ông ta từ lúc ông lên nắm quyền ở tại Hoa Kỳ. Thì Diễm có muốn nói sơ về điều này để chúng ta cầu nguyện cho nước Mỹ. Ngày hôm qua khi mà nghe cái bài hình như là Diễm gửi cái đó hôm thứ Bảy, thì sáng hôm thứ Chủ nhật ngày hôm qua khi mà nhóm lại thì ông mục sư phụ tá cho mục sư Mark là mục sư Steve, thì ông có đứng lên ông cầu nguyện, thì ông có cầu nguyện rất là cảm động cái giờ cuối cùng. Ông lên đầu tiên giơ tay lên cầu nguyện: Lạy Chúa, xin Chúa đem nước Mỹ về lại với Chúa. Xin Chúa đem nước Mỹ về lại với Chúa. Cảm động lắm. Mà mình nói với bà xã mình là đây là những người yêu nước nè, đây là những người kính sợ Chúa và yêu nước, những người Mỹ mà chân chính mà giữ lời của Chúa. Cho nên nước Mỹ này còn nhiều người yêu yêu đất nước lắm. Nhưng mà cái kẻ ác nó ít lắm quý vị, không có đông. Mà có điều nó khuynh loát quá, nó có tiền nhiều, nó có quyền đó. Cho nên giờ chúng ta chỉ biết cầu nguyện Chúa để Chúa chấm dứt cái hành vi gian ác của nó thôi. Nghe nói cũng cái đảng Cộng Hòa đó, thì Ron DeSantis, ông ta đã được tài trợ đến 80 triệu rồi đó. Tài trợ đến ngày hôm nay để mà run cái chức vô cái Nhà Trắng á, chạy đua Nhà Trắng, mặc dù số người ủng hộ ông ta không bằng với cái số người ủng hộ ông Tổng thống Donald Trump. Chúng ta cầu nguyện Chúa mà Tổng thống Donald Trump bằng cái lòng yêu nước, bằng cái lòng của người dân chân chính đó, cho đến nay á, 20 triệu là cao lắm rồi đó. Nếu như mà bởi người dân đó, thì cái số đó là chúng ta đáng tin. Tự nhiên mà lên 80 triệu, dân nào mà ủng hộ ông kia, phải không ạ? Cho nên chúng ta thấy nó có cái gì đó, nó ngay cả trong hàng ngũ Cộng Hòa thì cũng có những cái chuyện bất trắc, bất ổn hiện nay đang xảy ra. Cái sự gian ác và sự bất chính nó đang khuynh loát nước Mỹ này bởi những cái lợi ích nhóm, bởi một số người thôi, không phải là đông đông quý vị. Bởi vì dân Mỹ vẫn còn yêu mến Chúa và kính sợ Chúa, chứ không có cà chớn, không có đòi bại bởi vì những kẻ cầm quyền số ít thôi. Xin Chúa thăm viếng cái số ít đó, xin Chúa cứu cái số ít đó. Bây giờ trước khi cầu nguyện thì Hồng Diễm có muốn chia sẻ thêm cái điều mà mình cưu mang để mình cầu nguyện cho nước Mỹ giờ này không ạ? Như mục sư Đông vừa mới nói, một người mà được cái những cái người tỷ phú ủng hộ, những người có tiền ủng hộ nhiều quá, thì mặc dầu ông DeSantis là ông đi theo cái đường lối chính sách rất là tốt, nhưng nếu mà ông được nhiều người ủng hộ bằng tiền như vậy quá, thì khi mà lên ngồi trên cái ghế tổng thống thì ông sẽ bị những người đó kiểm soát, những người đó giật dây. Mình chỉ sợ như vậy thôi. Ông Tổng thống Donald Trump, ông không có sợ ai hết, vì vậy ông mới có thể điều hành đất nước một cách chính trực. Nhưng mà nếu một người tốt mà bị người xấu kiểm soát thì lâu ngày thì cái chính sách nó cũng sẽ bị sai lạc đi. Đó là lý do mình sẽ cầu nguyện để Chúa thương xót đất nước Mỹ. Chỉ có một người lãnh đạo trung chính, trung kiên, trung thực thì mới có thể dẫn dắt đất nước này trở lại con đường kính sợ Đức Chúa Trời. Và như mục sư Đông nói hồi nãy, thì sau khi Diễm nghe cái clip của ông Jonathan Cole, Diễm biết là ở nước Mỹ có rất là nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo, những mục sư được ơn cầu nguyện cho nước Mỹ, nói tiên tri cho nước Mỹ. Nhưng mà Diễm chưa thấy ai mà để cái lòng mình nặng lòng cho cái tình hình của nước Mỹ như ông mục sư Jonathan Cahn như vậy. Ông này là gốc Do Thái, mà mình để ý ai mà là người gốc Do Thái mà kính sợ Đức Chúa Trời, đi theo lời Kinh Thánh và hầu việc Chúa Giêsu Đấng Mêsi, ba ngôi Đức Chúa Trời, thì mình thấy cái người đó được Chúa dùng một cách lạ lùng lắm. Giống như ông Benihin á, ổng cũng là gốc Do Thái.
Vậy giờ ông Jonathan con, cho nên khi mà mình nghe cái video clip này á, mình nổi da gà luôn. Mình tưởng tượng giống như cái thời cựu ước, Đức Chúa Trời dùng một cái người tiên tri để đến trước mặt một vị vua đang làm cái điều bậy bạ trước mặt Chúa, không đi theo con đường kính sợ Chúa. Thì cái người tiên tri đó kêu tên ra và nói thẳng vào mặt luôn những cái điều gian ác họ đang làm. Thì ông Jonathan, ông mục sư Jonathan này, ông cũng kêu tên Joe Biden ra để ông nói ý hệt những người tiên tri ở trong cựu ước vậy. Mà mình rất là cảm động về những cái lời ông nói thẳng về cái người đang điều hành đất nước này không đi theo con đường kính sợ Chúa. Cho nên nếu có dịp thì Mai Trinh và anh Sơn, rồi mai mốt mục sư Đông dịch ra tiếng Việt bà nội nghe và thấy ông làm giống đúng như lời Kinh Thánh, mình đọc mình nghe mình cảm động, rất là cảm động. Và những cái gì mình cưu mang cho đất nước Mỹ, mình tiếp tục cầu nguyện, bởi vì mình thấy là nếu mà không có bởi tay Đức Chúa Trời đó thì ông Tổng thống Donald Trump không bao giờ được ngồi trong Nhà Trắng đâu. Bây giờ toàn dân có ủng hộ thì ông cũng không có được vào đó ngồi đâu. Bởi vì cái thế lực ngầm, bởi vì những cái mưu toan, mưu trước, những cái sự gian ác của cái giới tinh hoa đất nước Mỹ này. Mình hiểu rõ cái cách họ điều hành đất nước để vì cái lợi ích nhóm riêng của họ, tiền chảy vào túi họ, và họ là cái người kiểm soát cả toàn cầu. Nó gọi là globalist, là những người này đó. Cho nên á, nếu mà Chúa không ra tay thì cũng không bao giờ cái người tổng thống của chúng ta yêu mến là ông Donald Trump được vào ngồi ở trong cái ghế mà điều hành đất nước này làm vị tổng thống thứ 47 đâu. Nhưng mình cầu nguyện xin Chúa thương xót. Nhiều người cầu nguyện, nhiều người để lòng, tại vì thấy cái đất nước này đạo đức suy đồi quá rồi, nó tan hoang rồi, nó giống như là những cái nước mà đang phát triển vậy, cái đạo đức nó không còn như hồi xưa nữa, bởi vì họ đã bỏ lời của Đức Chúa Trời, họ đã không còn kính sợ Chúa nữa. Hồi nãy mục sư Đông nói rằng người gian ác nó không còn nhiều đâu, mình biết cái điều này. Thật ra nước Mỹ còn rất là nhiều người kính sợ Chúa, những người có cái tấm lòng đạo đức của cha ông họ, và họ vẫn kính sợ Chúa, vẫn còn sống cách rất đạo đức. Nhưng mà tại sao người ác nó lên ngôi? Tại vì những người hiền không có lên tiếng, cho nên cái ác nó lại lên ngôi. Đó là lý do tại sao đất nước này ngày hôm nay nó xảy ra những điều như vậy. Mình thấy qua cái chuyện mà cái hãng bia Bud Light đó, nó đưa hình một người chuyển giới lên cái nó quảng cáo trên cái vỏ bia đó, mình thấy quá nhiều người tẩy chay cái chuyện này. Ở trong trong vòng một tuần mà cái chứng khoán của cái hãng bia này nó mất 5 tỷ đô la, mọi người tưởng tượng không? Có nghĩa là nước Mỹ vẫn còn những cái người đạo đức, những người mặc dầu họ không có kính sợ Chúa đi, họ không có đi nhà thờ, nhưng mà họ vẫn còn cái tư tưởng và cái đường lối của cha ông họ để lại, những người Mỹ chân chính. Chỉ cần một hành động bậy bạ thôi, đưa một người chuyển giới lên cái mặt chai bia tôn vinh và ca tụng những người chuyển giới, một tuần mất 5 tỷ đô la. Cho nên mình nhìn về cái điều này và tiếp tục cầu nguyện cho nước Mỹ để những người tốt phải lên tiếng, và những người cơ đốc nhân phải đứng vào hàng ngũ cầu nguyện để chiến đấu, để có tiếng nói. Những người làm trong chánh quyền mà là cơ đốc nhân đó phải có tiếng nói cho việc này, để những cái điều xấu nó phải bị dẹp ra khỏi đất nước này. Chúa nói mình cầu nguyện để những tai họa giảm đi trong ngày Chúa trở lại, và xin Chúa giảm những tai họa trên đất nước Mỹ này, bởi vì mình thấy nhiều cái sự xấu xa ghê tởm nó đang xảy ra.
ở tại đất nước này, nhất là về vấn đề đồng tính. Mình không muốn đất nước này bị tiêu diệt giống như Sodom và Gomorrah. Mình không muốn những thành phố ở đất nước này sẽ bị tiêu diệt như vậy. Vì vậy cầu nguyện xin Chúa thương xót vì những người công bình mà thương xót đất nước Mỹ này, vì những người lãnh đạo còn để lòng cho tình hình đất nước này, vì những hội thánh mạnh mẽ đang cầu nguyện cho đất nước này, và Chúa thương xót để Ngài làm giống như Ngài nói Abraham rằng nếu mà tìm ra 10 người trong cái thành này thì Chúa sẽ tha cho. Và xin Chúa thương xót ở đất nước Mỹ còn nhiều người lắm, hơn 10 người lận Chúa ơi, hơn 100 người, hơn 1 triệu người. Xin Chúa thương xót để Chúa vực dậy đất nước Mỹ này. Amen. Amen. Bây giờ chúng ta cầu nguyện rồi chúng ta sẽ trở lại cầu nguyện chung với nhau qua vấn đề mà chúng ta vừa mới nghe nêu sáng hôm nay. Amen. Cảm ơn Chúa. Xin chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Chúa ơi, chúng con hết lòng kêu cầu Chúa về sự công bình phải được lặp lại ở trên đất nước Hoa Kỳ này. Chúa ơi, trước khi chúng con đóng phòng cầu nguyện vào sáng hôm nay, chúng con dâng lên cho Chúa nan đề của nước Mỹ. Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của chúng con. Con cảm ơn Chúa vì hôm qua chúng con có buổi nhóm lại ở nước Mỹ, ở trên toàn đất nước, toàn quốc, và chúng con được nhóm chung với Hội Thánh Mỹ. Chúng con thật là được phước khi chúng con bước vào sự thờ phượng với anh em chúng con. Thờ phượng Chúa thật là phước hạnh, cảm động với sứ điệp của tôi tới Chúa. Nước Mỹ này còn yêu mến Chúa lắm, còn nhiều con cái Chúa lắm. Chúa ơi, nhưng chúng con chưa có đứng lên tiếp tục đấu tranh mạnh mẽ. Hầu hết trong con cái, con những người Mỹ, Chúa ơi, vẫn chưa có sự mạnh mẽ để đấu tranh, để đòi lại công lý. Chúng con cầu nguyện xin Chúa cho dân sự Chúa sự mạnh mẽ, ơn của Ngài tiếp sức cho chúng con, để chúng con trỗi dậy và chiến đấu cho vương quốc của Chúa. Con xin Đức Chúa Trời phù hộ cho chúng con. Phải Chúa ơi, kẻ ác dù chúng nó có chung quanh chúng con, nhưng Chúa ơi, Chúa cho phép thì nó mới làm được. Chúng con cầu nguyện xin Chúa cho phép chúng con tiếp tục. Nếu Ngài cho phép những kẻ ác còn ở trên thế giới này, thì xin Chúa cũng tiếp tục cho phép những người công bình tiếp tục sống và đấu tranh cho công việc của Chúa. Vâng, chúng con cầu nguyện cho thế hệ của chúng con sẽ là một thế hệ yêu mến Đức Chúa Trời, kính sợ Đức Chúa Trời và giữ lời của Ngài. Ôi, con cảm ơn Chúa vì con thấy còn có những người kính sợ Chúa. Chúa ơi, xin Chúa cho chúng con tiếp tục tấn tới trong ân điển của Ngài. Phải, nước Mỹ này không thiếu những người kính sợ Chúa. Khi đất nước Israel lâm vào cảnh khó khăn, thì Ngài vẫn còn để dành 7.000 người nam chưa hề hôn môi họ, chưa có hôn các thần tượng Ban và Ác Đạt Tê. Chúa để dành như thế nào chúng con không biết, nhưng Chúa ơi, vâng, Ngài vẫn chắc chắn, vẫn còn một điều chắc chắn là Ngài để dành những người công bình, những người công chính, những đứa con kính sợ Đức Chúa Trời. Và tương lai của đất nước này, những người yêu mến Chúa sẽ bước vào quốc hội, những người làm sự công bình sẽ ở trong quốc hội. Và tiếp tục hạ bệ những kẻ đi hai hàng. Chúa ơi, trong danh Chúa Jesus Christ, chúng con quý phá các công việc của chúng nó. Xin Chúa chấm dứt công việc của chúng nó, đem chúng nó về số 0 và làm cho chúng nó bị bại lộ, làm cho chúng nó bị thất trận, làm chúng nó bị thua bệ cả thể. Xin Chúa, ôi Chúa ơi, bày tỏ ơn của Ngài, tình yêu của Ngài, sự chiến thắng trên dân sự của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Trong danh Chúa Jesus, xin Chúa ban ơn cho chúng con, xin Chúa sức dầu cho chúng con để chúng con tấn tới trong ân điển và sự kêu gọi của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Cha ơi, giờ này chúng con cầu nguyện, xin Chúa nhớ đến thế hệ trẻ của chúng con. Mỗi ngày chúng nó đi học, và tuần lễ này chúng con cầu nguyện Chúa cho tuần lễ mà các con em của chúng con sẽ học tập, sẽ chuẩn bị để cho kỳ thi sắp tới. Xin Chúa thăm viếng tụi nó. Chúa ơi, con cầu nguyện xin Chúa ở cùng và cho tụi nó cũng vững vàng ở trong các môi trường mà những cái tư tưởng cấp tiến len lỏi vào để phá hoại tư tưởng của những đứa trẻ này. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ, xin Chúa Ngài hủy phá công việc của kẻ, Ngài chấm dứt công việc của chúng nó. Xin Chúa làm cho chúng nó về tay không và đầu hàng. Chúa ơi, để chúng nó phải thất thế. Chúng con cầu nguyện Chúa ban phước cho lời tiên tri của mục sư Jonathan. Con cảm ơn Chúa vì ông có một cái lời tiên tri mạnh mẽ, và ông dám nói thẳng vào cái người đang làm tổng thống của đất nước Hoa Kỳ này. Chúa ơi, và ông đã kết tội, ông đã kết án cái hành vi của cái người tổng thống thứ 46, đã ký một cái văn kiện, đã ký một cái lệnh cho phép hôn nhân đồng tính trên
khắp các tiểu bang. Đây là một điều ô uế mà 246 năm chưa từng xảy ra trong các đời tổng thống. Chúa ơi, con biết đây là một con rối chính trị mà thôi. Ông ta không có đủ cái năng lực để mà trở thành một vị tổng thống của một quốc gia. Bởi vì một người phải có năng lực, một người phải có trí tài và sức lực để lãnh đạo đất nước. Chúa ơi, Ngài thấy được điều này. Sáng hôm nay chúng con thực hiện theo điều Chúa dạy Ê-sai 21 câu 6: hãy đi và sắp đặt các vọng canh, hãy báo cho Chúa những điều mình thấy. Ôi Chúa ơi, thấy điều gì thì báo. Vâng, chúng con thấy điều này, chúng con báo cho Chúa. Chúng con ở Chúa, xin Chúa hạ bệ những người xấu, Ngài hạ bệ các thế lực tối tăm đang làm cho lũng đoạn nước Mỹ này về vấn đề đạo đức. Vâng, chúng ta cùng hiệp một lại với Hồng Diễm và Hồng Diễm cầu nguyện cho nước Mỹ. Amen. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa, Chúa Trời của chúng con. Hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi, Chúa ơi. Khi xưa, Ngài đã dùng những vị tiên tri để đến cảnh cáo và cáo trách những vị vua đi sai đường lối của Chúa. Thì ngày hôm nay Chúa vẫn còn dùng những người lãnh đạo, những vị mục sư, Chúa ơi, để nói tiên tri và nói ra những cái lời để khiển trách những người điều hành đất nước. Chúa ơi, Chúa ơi, cảm ơn Đức Chúa Trời vì Chúa Ngài vẫn còn yêu thương đất nước Mỹ này. Ngài vẫn còn sử dụng những người kính sợ Chúa. Ngài vẫn còn để dành những người kính sợ Chúa cho công việc Chúa tại đất nước này, Chúa ơi. Đất nước này thật là đặc biệt, bởi vì những người đã tìm ra những đất nước này, tìm ra đất nước này là những người kính sợ Chúa. Những người đã xây dựng đất nước này trên cái nền tảng lời của Đức Chúa Trời. Vì vậy, Ngài đã ban ơn cho đất nước này rất là nhiều sự giàu có, sự thịnh vượng, Chúa ơi. Nhưng mà ngày hôm nay, bởi vì những ý riêng, những xác thịt, những cái sự tham lam, cái lòng ham muốn vô độ của con người, cho nên dẫn đến cái sự suy đồi, suy tàn của đất nước này, Chúa ơi. Chúng con cầu nguyện để Chúa thương xót đất nước Mỹ này, bởi vì tất cả những tình hình chính trị nó ảnh hưởng đến hội thánh của Chúa rất là nhiều. Nó làm cho hội thánh của Chúa cũng hòa đồng vào thế gian nữa, Chúa ơi. Đem những cái lá cờ sáu màu đồng tính đi vào nhà thờ. Có những cái nhà thờ, Chúa ơi, tất cả những người đến nhóm đều là những người đồng tính, nam đồng tính nữ, hôn nhân đồng tính. Chúa ơi, thật một điều kinh khủng đang xảy ra trên đất nước này. Chúng con không tưởng tượng được lòng con người đã đi xa lời của Chúa như thế nào. Họ đã bị ma quỷ dẫn dụ, Chúa ơi. Từ những bậc trưởng lão, Chúa ơi, họ cũng ai vua theo vấn đề này. Họ không thấy được con cái, con cháu của họ đang đi vào hồ lửa đời đời. Chúa ơi, Chúa ơi. Ma quỷ Satan đời này nó lừa dối họ. Chúng nó là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối. Tất cả những gì chúng nó đang vận hành trên thế giới này đều là những lời dối trá. Chúa ơi, nhưng mà thật đáng tiếc thay, một số cơ đốc nhân thích nghe những lời dối trá hơn là sự thật lời của Chúa. Họ bị dẫn dụ vào con đường tội lỗi và đem cả hội thánh đi vào địa ngục luôn, Chúa ơi. Xin Chúa thương xót đất nước này. Chúng con cầu nguyện để có nhiều cơ đốc nhân làm ở trong chính quyền, để họ ảnh hưởng lời nói họ, những lá phiếu họ ảnh hưởng, Chúa ơi. Con cầu nguyện cho các thị trưởng của thành phố, các thống đốc của tiểu bang. Xin Chúa cho họ có lòng kính sợ Chúa. Xin Chúa tái sử dụng họ, nhắc nhở lại cái sự kính yêu ban đầu của Chúa, của cha ông của mình, của tổ phụ mình, Chúa ơi. Và họ cũng có những đứa con đang trưởng thành. Vì vậy xin Chúa cho họ có cái tấm lòng đạo đức, kính sợ Chúa, đi trong con đường của Chúa, Chúa ơi. Nếu không sẽ dẫn đến sự diệt vong cho thành phố, cho đất nước này. Chúng con cầu nguyện để vì những người công bình còn sót lại, vì những người công bình mà Ngài để dành, Chúa ơi, để Ngài tha thứ, Ngài đem đất nước Mỹ lại với hội thánh của Chúa. Chúa ơi, đất nước này phải được điều hành bởi những người kính sợ Chúa,
những người có lời của Chúa. Bởi vì khi một vị vua gian ác lên làm vua thì cả xứ bị lộn lạo. Chúa ơi, quân địch nó lấn tới cửa thành. Nhưng mà khi một vị vua làm điều công chính, làm điều ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời thì cả xứ được bình ổn. Chúng con cầu nguyện để điều này được lặp lại trước khi Chúa trở lại. Chúa ơi, xin Chúa ban cho đất nước này có những cơn phấn hưng khắp nơi. Chúng con nghe được những tin tức tốt lành là những cơn phấn hưng đang khắp nơi trên đất nước Mỹ này. Nó lan từ thành phố này qua thành phố khác. Và xin Chúa đừng quên tiểu bang Arizona của chúng con, Chúa ơi. Xin Chúa cho những cơn phấn hưng đến trên tiểu bang này để nó ảnh hưởng tới những cái hội thánh đang ngủ mê, nhất là những hội thánh Việt Nam ở trong vùng Arizona này, Chúa ơi. Xin Chúa thương xót, nghe lời cầu xin của chúng con buổi sáng hôm nay. Amen. Chào, chúng con có ít người. Chúa ơi, có gia đình của chị Lượm đang ở trong phòng cầu nguyện, mặc dầu đêm đã khuya, nhưng mà chị vẫn, Chúa ơi, bền lòng với phòng cầu nguyện cùng chiến đấu cho sự công chính của nhà Đức Chúa Trời trên khắp thế giới này, trong đó có đất nước Mỹ, trong đó có Việt Nam của chúng con, Chúa ơi. Bởi vì Ngài thấy tấm lòng của chúng con, Ngài thấy sự bền đổ và trung tín của chúng con, nên Ngài sẽ làm những việc lớn và lạ và những việc chúng con chưa từng biết. Chúng con để ý trong lời cầu nguyện của chị Lượm, chị nói rằng Chúa đã làm rồi, Chúa đã làm rồi. Amen. Cảm ơn Chúa. Thì chúng con biết Ngài đã có một chương trình tốt đẹp rồi cho chúng con. Hallelujah. Cho đất con, trên hội thánh chúng con, cho gia đình của chúng con. Buổi sáng hôm nay chúng con hiệp lòng với tất cả những người trong phòng cầu nguyện và công bố danh Giêsu quyền năng, đấng đắc thắng sự chết, đắc thắng tội lỗi và đắc thắng mọi sự cám dỗ. Chúa ơi, trong danh Chúa Giêsu Christ, buổi sáng hôm nay chúng con đuổi hết những cái tà linh, những uế linh, những cái linh quậy phá, những cái linh mà chen vào gia đình chúng con. Trong danh Chúa Giêsu Christ, mày ra khỏi nhà của chúng ta. Trong danh Chúa Giêsu, mày ra khỏi hội thánh. Trong danh Chúa Giêsu Christ, mày ra khỏi đất nước của chúng con. Chúa ơi, để danh Chúa tái lập lại và sự vinh hiển của Chúa tràn đầy khắp đất này. Và một lần nữa chúng con khao khát, chúng con ao ước, xin Chúa phấn hưng đất nước của chúng con, hội thánh của chúng con, gia đình của chúng con, chính mình chúng con, trước khi Ngài trở lại, Chúa ơi. Đem lòng của dân sự trở lại nhà của cha. Đem lòng những người yếu đuối và bỏ nhà Chúa, xin Chúa kéo họ lại, Chúa ơi. Amen. Chúa ơi. Chúa ơi. Sáng nay xin nhớ lời cầu xin của chúng con. Chúa ơi, con cầu nguyện chúc phước cho công việc đi truyền giáo của hội thánh tại Rạch Gốc. Amen. Chúa sử dụng, Chúa đổ đầy quyền năng trên gia đình của chị Lượm, trên những người ra đi, Chúa ơi. Ngài tiếp tục sử dụng họ với tấm lòng đơn sơ chân chất này, Chúa ơi. Ngài sử dụng những cái con người đơn sơ này để làm sáng danh Chúa. Ngài sử dụng những người không có tên tuổi này, Chúa ơi, để làm cho danh Chúa được nhiều người biết đến. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin Đức Thánh Linh cùng đồng hành với họ, giống như các sứ đồ của hội thánh đầu tiên. Ngài cùng làm việc với các sứ đồ, Chúa ơi, để mỗi ngày Ngài đem những kẻ được cứu vào hội thánh của Chúa. Xin Chúa trang bị cho họ lời của Chúa, vì lời của Chúa như gươm của Đức Thánh Linh cầm nơi tay. Và xin Chúa trang bị những cái dụng cụ khí giới thuộc linh cho họ, để khi họ đi tới đâu, sự đắc thắng của Chúa đến trong nhà của Chúa, đến trên những người ra đi, để đem nhiều người trở về nhà Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Sáng hôm nay dẫu ít người, nhưng mà chúng con thấy được sự khích lệ, sự cảm động, sự vận hành của Đức Thánh Linh Chúa buổi sáng hôm nay. Cảm ơn Chúa vì tấm lòng trung tín của gia đình Mai Trinh, tấm lòng trung tín của bà nội, của chị Lượm và của gia đình con. Và chúng con cũng cầu nguyện chúc phước cho gia đình của Thiên Ân và Thúy Vi hôm nay bay đi nghỉ mát, ở cùng chuyến bay được mọi sự bình an. Họ đi về trong sự chiến thắng, đem điều kết quả tốt, những tin tức tốt lành và Chúa ban cho gia đình này. Con cảm ơn Chúa. Cầu nguyện chúc phước cho tất cả anh bà chị em chúng con
ngày mới, tuần lễ mới, sống bình an, sống được khỏe mạnh, đắc thắng thành công trong danh của Chúa Jesus Christ chúng con. Để mỗi ngày chúng con sống danh Chúa được nhiều người biết đến qua đời sống của chúng con. Nguyện đặc biệt cho cô Nga, người trở lại, mới trở lại tin Chúa. Con nguyện đặc biệt cho cô Cathy Mai có Amen. Ơn để có Cảm thể... ơn Chúa. Và con cầu nguyện đặc biệt cho Chúa ơi, dùng Túc Sanh nữa, Ngài đổ ơn phước, Ngài sử dụng gia đình của Mai Trinh và Ngài giữ gìn gia đình này được trọn vẹn trong danh của Chúa Jesus Christ. Chúc phước khỏe cho má con được khỏe mạnh. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Cha. Chúng con ở cùng gia đình chúng con được để ngày hôm nay kiêng ăn. Chúng con để lòng mình nơi Chúa để kiêng ăn cho hội thánh, cho con cái chúng con, cho tương lai của chúng nó, cho đất nước này, cho những người đồng hương của chúng con, cho chức vụ của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện. Nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn lời cầu nguyện của cô Hồng Diễm và tất cả chúng ta sáng hôm nay ở trong lời cầu nguyện cũng như là làm chứng của Chi Lượm đã hâm nóng tấm lòng yêu mến Chúa của tất cả chúng ta. Xin Chúa ở cùng mọi người trong một ngày mới.